Đức Phật dạy thầy A Nan những việc nên làm khi ngài viên tịch. Viên tịch hay gọi là niết bàn á, Đức Phật á thì mình không có gọi là chết hoặc mất nha. Quý vị biết tại sao mà không gọi ngài là chết hoặc mất không? Có sanh thì có chết, chết sanh, sanh chết, có sanh có chết, có sanh có tử, có sanh có tử, thì tức là cái chuyện sanh tử của mình là còn trong luân hồi thì mình mới còn cái chuyện sanh tử. Với Đức Phật là ngài nhập vào vô dư y niết bàn hay là viên tịch đó, là không có còn sanh trong cái vòng sanh tử luân hồi nữa. Cho nên với Đức Phật mình không có dùng là ngài chết hoặc ngài mất. Bình dân thì mình nói vậy thôi, chứ nói cho đúng thì mình dùng Đức Phật là viên tịch hoặc là hay là niết bàn nha. Và ở đây thì Đức Phật dạy cho thầy A Nan á, thì trước khi mà vào cái đoạn này thì nó có một cái đoạn đó rất là, nếu mà quý vị không đọc kỹ á, quý vị sẽ không có hiểu cái đoạn này nè. Đức Phật nói với thầy A Nan là Đức Phật dạy đại đức A Nan nên làm những việc nên làm sau khi ngài đã viên tịch. Đức Phật dạy đại đức A Nan, Đức Phật dạy đại đức U Bá Va Ná hãy tránh qua một bên, không nên đứng trước mặt ngài, vì chư thiên ở khắp mười phương thế giới đang tụ hội để chiêm ngưỡng ngài. Cho đến 12 do tuần quanh khu rừng Kusinara, chư thiên đã tụ hội lại chật kín khắp cả khu rừng. Tức là Phật nói với thầy U Bá Va Ná là con nên xích ra một bên, tại vì lúc này là chư thiên trở về đảnh lễ Phật lần cuối cùng, kính mít 12 do tuần. Một do tuần là khoảng 12 km, có chỗ dịch thì 16 km. Mà 12 do tuần mà chư thiên á nha, là thân của chư thiên là tế lắm, mà kính mít đến nỗi mà giống như quý vị bỏ từng hạt bột vào cái hộp, nó không có còn cái chỗ trống như vậy. Thì lúc này là thầy U Bá Va Ná là đang hầu bên cạnh Đức Phật á. Thì trước khi mà Đức Phật nói câu này thì có một chi tiết rất là cảm động, thì nó không có nằm trong cái đoạn này. Đó là lúc này thì Đức Phật có gặp một cái vị Bà La Môn. Và cái vị Bà La Môn này á, là cháu của ai? Quý vị có nhớ trước khi Thái tử Thích Đạt Đa mà thành Phật, tu thành Phật á, thì ngài có học thiền với hai cái vị mà đạo sĩ đắc thiền cao nhất thời đó, và cũng là đắc thiền cao nhất trong tam giới luôn nha. Trong thời kỳ không có Phật á, người ta có thể đắc cao nhất là các cái tầng thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng vi phi tưởng xứ. Người mà dạy cho ngài đắc thiền vô sở hữu xứ là Alara Kalama, và người dạy cho ngài đắc thiền phi tưởng vi phi tưởng xứ là gì ta? Ứng Đầu Lam Phất hả? Đó, hai vị đó. Thì lúc này có một cái vị đệ tử của ông Kalama đó, Alara Kalama, mới cúng dường cho Đức Phật một cái tấm y. Và ông thấy Đức Phật á, ngồi thiền là rất là đẹp, thì ông mới thưa với Đức Phật là ông cũng đã từng thấy sư phụ của ông á, tức là Kalama á, là ngồi thiền á, là có lúc mà ngồi thiền á, là có 500 con bò á, có 500 con bò nó đi ngang, và cái tiếng sét đánh xuống á, mà không có nghe. Ông nói như vậy, ông thấy sư phụ ông cũng đã từng ngồi thiền rất là an nhiên như vậy, mà trong cái định tâm đó 500 cái cỗ xe bò đi ngang mà không có nghe cái tiếng động. Và Đức Phật cũng nói ta đã có từng ngồi thiền và có tiếng sét sét xuống á, cũng không có nghe tiếng động. Thì cái định nó sâu, cái định nó sâu là nó như vậy đó. Quý vị mà nhập vào ở trong thiền, thiền kiên cố định á, thì mình cũng không có nghe được cái tiếng, tại vì nhập vào định sâu, vào cái đề mục sâu rồi thì mình cũng sẽ không có nghe cái tiếng, dù bên cạnh mình có cái tiếng gì đó, với điều kiện là phải nhập vào định sâu. Thì sau đó đó, cái người này, cái ông này, ông mới cúng dường cho Đức Phật một cái cặp y, và thương lắm quý vị. Và khi mà cúng một cặp y xong á, thì Đức Phật mới nhận một tấm y, và Đức Phật mới nói còn một cái cúng cho thầy A Nan. Quý vị nhớ nha, thầy A Nan, thầy trước khi thầy làm thị giả Đức Phật á, thầy có xin mấy cái điều kiện, trong đó có cái điều kiện là cái cúng dường cho Đức Phật ngài không có nhận đó. Và lúc này thì giống như là Đức Phật cho thầy A Nan một cái tấm y, nói là ông hãy cúng cho thầy A Nan một tấm y. Quý vị biết tại sao không? Phật làm cái gì cũng trở thành khuôn vàng thước ngọc hết á. Phật mà nói cái đó xong là không ai dám cãi hết, trừ cho những người không hiểu dám cãi thôi nha. Cái người mà ngang bướng ngang tàn, sức mạnh của kẻ ngu là sự ngang tàn, thì thôi mình không nói. Còn cái người hiểu á, Phật nói cái đó xong là không ai dám cãi hết. Càng hiểu đạo không ai dám cãi, tại vì một khi Phật đã nói xong là chỉ có chân lý và sự thật thôi. Thì Phật mới nói là cúng cho thầy A Nan một cái y. Với cái ý gì quý vị? Đức Phật muốn nói rằng là ngoài cái chuyện lo cho Đức Phật ra thì còn lo cho chư tăng, quý vị hiểu không? Vì thầy A Nan là đại diện cho chư tăng, và cúng cho chư tăng cũng phước đức như vậy đó, để dụ cho sau này khi Đức Phật niết bàn á, Phật khuyến khích Phật tử lo cho đời sống của chư tăng. Thì khi mà Phật nhận cái y của cái vị này, đạo sĩ này xong, thì chuyện gì quý vị? Thân của Đức Phật á nha, thường thì mỗi Đức Phật là đều có hào quang, nhưng mà trong đời của Đức Phật á, có hai lần
thân của Ngài phát sáng rực lên. Đó là một lần trước khi Ngài thành Phật là thân Ngài sáng rực lên vậy đó. Và lần này khi mà Ngài đắp cái y vào, thân của Ngài sáng rực lên lần nữa. Lần thứ hai thân sáng rực lên. Và thầy A Nan mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, nhưng duyên gì mà thân của Ngài sáng rực lên như vậy? Đức Phật mới trả lời, trong đời của Như Lai có hai lần thân của Ngài sẽ sáng rực như vậy. Đó là lần trước khi Ngài thành Phật và trước khi Ngài đắc Niết Bàn là thành Phật đó, và một lần trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Nghe tới đây là thầy A Nan càng đau điếng thêm nữa. Mấy tháng trước là nghe sư phụ của mình 3 tháng nữa Niết Bàn là thầy A Nan đứng không nổi rồi, mà bây giờ là thân sáng lên là trước khi Niết Bàn là biết rồi đó. Trong đêm nay là Phật Niết Bàn rồi. Nghĩa là cái đêm mà trước khi thành Phật thì thân Phật sẽ sáng rực lên một lần, và trước khi Ngài viên tịch thì thân sẽ sáng rực lên, và khi đắp cái y xong thì thân Phật sẽ sáng rực lên. Thì lúc này Đức Phật đang nằm thì có cái vị thị giả, có cái ngài, có vị thầy Upavana quà đứng bên hầu Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói, con xích ra, tại vì chư thiên về kính mít hết, không có thấy Đức Phật. Lại một chi tiết khó hiểu nữa. Quý vị nghĩ coi, chư thiên thì có con mắt gì? Thiên, thiên nhãn, có thể nhìn xuyên qua tường, xuyên qua núi được hết mà, đúng không? Mà tại sao mà thầy này đứng che mà chư thiên thấy không được? Đó, nó là lý do như vậy nè quý vị. Những điều này quý vị đang đọc ở đây nằm ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn nha. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn tối mình đọc đó, quý vị cứ dở cái đoạn cuối ra sẽ có cái đoạn này y nguyên ở đây, thầy đang giảng trong kinh Đại Bát Niết Bàn á. Thì tại sao mà Phật nói thầy này ra một bên? Chư thiên nhìn không xuyên qua được quý vị. Chư thiên nhìn xuyên núi được mà thầy này đứng cái là nhìn không xuyên người được. Là vì cái tiền nghiệp quá khứ vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi á, thầy Upavana này nè, thầy có một cái lời nguyện rất là lạ. Là thời đó thì Đức Phật mà Tỳ Bà Thi á, khi mà Ngài Niết Bàn á, thì Ngài để lại cái thân rất là lớn, và người ta xây cái tháp rất là cao, rất là cao để mà thờ xá lợi của Ngài. Thì thầy Upavana này đó, thầy mới phát nguyện là trở thành một vị chư thiên á, bảo vệ cái tháp đó. Giống như cái tháp thờ xá lợi cao vậy, có khi nhiều người cúng á, phải dâng hoa nhưng bay lên cao mới cúng được. Thì Ngài phát nguyện vị chư thiên đó hộ trì giúp cái việc đó cho Phật tử và bảo vệ cái pháp, cái tháp xá lợi của Phật Tỳ Bà Thi. Và quý vị biết không, chính cái phước á, bảo vệ cái tháp đó, mà Ngài có một cái phước rất là lạ là Ngài đi đâu Ngài cũng được bảo vệ hết á. Thấy phước đặc biệt không? Mình bảo vệ cho một người khác được an ổn tu học đó nha, thì là đã là phước rồi, mà huống chi là bảo vệ cho người ta tới để mà cho cái tháp xá lợi của Đức Phật, thì phước nó quý đến cỡ nào. Cho nên hôm nay mình ngồi đây mình tu tập á, có những vị anh chị trong ban an ninh, anh chị trong ban giữ xe là bảo vệ cho mình yên tâm đó, để mình xe của mình đó, an ninh bảo vệ cho mình đó. Thì quý vị biết không, những cái vị đó sau này họ có cái phước, đi đâu cũng có người bảo vệ. Còn mình nó là lủi thủi, một mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta, phải không? Mình đi đâu cũng lủi mình, phải không? Mà có những người lạ họ có cái phước nha, đi đâu tiền hô hậu ủng, có quyến thuộc, có người bảo vệ. Và quý vị có thể nhìn rộng hơn, tại hiện nay tại trái đất của mình đó, có nhiều người họ đi tới đâu một cái thì sao, một đoàn quân theo bảo vệ, có không? Có. Tại sao vậy? Họ có phước nha, họ có cái phước bảo vệ nào đó. Bây giờ họ có cái phước là họ đi đâu cũng có người bảo vệ. Thì Ngài Upavana là như vậy. Ngài đứng từ cái lúc mà Ngài làm cái phước bảo vệ cái tháp xá lợi xong á, thì khi mà thời Đức Phật thì Ngài đứng đó chư thiên nhìn xuyên qua thân Ngài không được. Cho nên Đức Phật biết á, Đức Phật mới nói thầy xích ra một bên. Và lúc này trong kinh nói là 12 do tuần chư thiên kính mít, không còn một cái chỗ trống nào luôn quý vị. Và quý vị biết tại sao không? Có những vị chư thiên khóc. Ai trong đời này còn khóc? Phàm phu là còn khóc. Thánh tăng sơ quả cũng còn khóc, nhị quả cũng còn khóc nha. Thầy A Nan là sơ quả vẫn còn khóc. Ai trong đời là không còn khóc? Là bậc thánh A-na-hàm trở lên mới không còn khóc. A-na-hàm là đoạn hẳn tham dục và sân thì mới hết khóc. Người nào hết tham dục hết sân thì mới hết khóc. Mà người nào hết tham dục và sân tận gốc là bậc thánh A-na-hàm. Người mà đang nhập vào thiền sơ nhị tam tứ thiền họ cũng không khóc. Tại vì nhập vào sơ nhị tam tứ thiền cũng đã ly dục trong lúc nhập thiền thôi thì cũng không khóc. Hoặc các vị chư thiên mà phạm thiên á thì cũng không khóc. Còn với phàm phu là khóc hết. Ngay cả thầy A-nan là sơ quả cũng còn khóc. Cho nên là chư thiên có những vị là đắc thánh và có những vị chưa có đắc thánh cho nên họ khóc. Và có những chuyện thế này nữa là ngày mà họ nghe trái đất rung động á, ngày mà Đức Phật đản sanh đi vào thế giới này là trái đất rung động. Đức Phật xuất gia, Đức Phật thành đạo, Đức Phật thuyết những bài kinh quan trọng và Đức Phật Niết Bàn, đại ý là những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Ngài đó, thì trái đất rung động.
Và trong kinh Mi Tiên nói giống như là cái con voi đó quý vị, nó khi mà nó bước xuống cái chiếc thuyền nó trong trên, thì lúc này chư thiên nghe trái đất rúng động khi mà Phật hứa với Ma Vương á là sẽ niết bàn, thì lúc này nhiều chư thiên xuống. Mới ngày nào đó con nghe Đức Phật đản sanh thành đạo, con chuẩn bị xuống đảnh lễ ngài học pháp mà chưa gì ngài đã vào niết bàn rồi. Vì biết tại sao không? Khi mà Đức Phật thành Phật xong ngài còn mấy chục năm để hoằng pháp, nhưng mà mấy chục năm ở cõi người này nè, trên tứ đại thiên vương á thì bằng có một ngày à, trên cõi đau lợi á, một ngày một đêm cho đó bằng 100 năm ở đây lận đó. Và vì vậy á, có những chư thiên á mới nghe Đức Phật thành Phật xong mà rẹt cái xong là xuống đây là ngài niết bàn rồi, xuống khóc. Cho nên có đó là những vị chư thiên đi xuống trễ. Bữa nào mà đi học trễ cũng vậy đấy. Cho cái quả trễ. Người nào mà làm thiện mà hay làm trễ là cái phước nó chỗ trễ nha. À, nó có nhân có quả. Thì sau đó thì Đức Phật mới nói với thầy A Nan, và trong cái bài này nó có nhiều cái dữ kiện rất là hay, quý vị cùng nghe nha. Đức Phật nói như thế này: bốn thánh tích cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính, đó là nơi Bồ Tát đản sanh, tức là tại Lâm Tỳ Ni, nơi Bồ Tát chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, là nơi thành Phật đó, tại Bồ Đề, nơi Đức Phật chuyển pháp luân vô thượng, tức là nơi ngài thuyết bài kinh đầu tiên là Tứ Diệu Đế ở vườn Nai, và nơi Đức Phật nhập niết bàn là tại đâu ạ? Kusinara. Phật dạy những ai trong khi đi chiêm bái những thánh tích mà từ trần với tâm thâm tính hoan hỷ, thì những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được thọ sanh về thiên giới. Làm sao quý vị? Sau khi Đức Phật niết bàn rồi, mình đâu có còn thấy Đức Phật nữa, phải không? Bây giờ mình chỉ còn thấy Xá Lợi, mình chỉ còn thấy hình tượng của Phật thôi. Nhưng Phật dạy trong kinh luôn nha, có bốn nơi. Nếu mình về nơi đây á, bây giờ hôm nay thầy chỉ cho quý vị, nếu quý vị đã có duyên đi Ấn Độ nha, thầy thì cũng chưa đi nữa. Cách đây mấy trước dịch bệnh thầy định đi, nhưng mà bữa nó nóng quá nên thầy không đi được. Hy vọng sắp tới thầy đủ duyên thầy đi. Đi tới bốn cái nơi thánh tích, nơi Đức Phật đản sanh, thành đạo, thuyết pháp và niết bàn á, không phải mình đi tới đó một cái là mình đủ phước sanh thiên nha. Không phải mình vô tới đó một cái là phước nó nhiều hay là sanh thiên, mà phải là như vậy nè. Tới nơi đây mình phải nhớ lại, cái này mình nhớ lại, mình học lịch sử Đức Phật, mình nhớ lại nơi đây hơn 2500 trước có một vị Bồ Tát đã đản sanh nơi đây. Và khi ngài đản sanh nơi đây, từ đó nhân loại mới có con đường để thoát khổ. Tới nơi mà Đức Phật thành Phật á, dưới cội Bồ Đề này, ngài đã chiến thắng ma quân, ngài đã đầy đủ công đức ba la mật đủ đầy, ngài đã làm ba la mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, và ngay tại cội Bồ Đề này ngài đã thành Phật với 10 ân đức: ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nơi cội Bồ Đề này ngài là Phật chánh đẳng giác, không thầy tự ngộ. Nơi cội Bồ Đề này ngài là người đã đắc được tứ đạo, tứ quả, niết bàn, chính pháp siêu thế. Ngài là người tự giác ngộ và dạy lại con đường giác ngộ cho chúng sanh. Mình phải thấy được như vậy đó, thì mình mới sinh tâm gì? Cung kính Phật. Bởi sự vĩ đại đó thì cái tâm cung kính đó mới là phước, hiểu không? Chứ không phải mình đi vô cái mình nhìn đây là nơi Đức Phật đản sanh, đây là nơi Đức Phật thành đạo, cái bước ra có phước. Trời, vậy thôi chắc người ta bu lầy luôn, phải không? Mình là Phật tử mình phải hiểu cho đó. Tới nơi vườn Nai, nơi Đức Phật thuyết pháp, nơi đây ngài đã chuyển bánh xe pháp, kinh chuyển pháp luân, bài pháp đầu tiên Tứ Diệu Đế. Và ai thực tập Tứ Diệu Đế cho rốt ráo là đắc thánh quả, là mở ra con đường giác ngộ, mở ra con đường giải thoát, chấm dứt khổ đau cho chúng sanh. Đó là tại vườn Nai. Rồi tại Kusinara, thầy thì chưa có về Ấn Độ nên thầy cũng chưa có về Kusinara, là nơi Đức Phật niết bàn á. Mà thầy xem qua phim á, mấy cái đoạn phim, mấy cái đoạn clip quý ngài và quý thầy đi và quý ngài lớn đi, tới đó lạ lắm quý vị, là người ta muốn khóc. Có thể ở nơi Đức Phật đản sanh, nơi thành đạo, nơi thuyết pháp, có thể có người khóc, có người không khóc, nhưng mà về nơi Đức Phật niết bàn á, tự nhiên người ta muốn khóc. Đó là nơi mà chư thiên đang hội tụ. Là tại sao? Là nơi này là địa cầu thọ tang, nhớ nha, là nơi mà địa cầu thọ tang, là nơi bao nhiêu Phật tử, bao nhiêu chư thiên á là thọ tang, là nơi mà buồn nhất trần gian. Cái ngày buồn nhất trần gian là cái ngày Đức Phật niết bàn. Cái ngày vui nhất trần gian, hạnh phúc nhất trần gian là ngày Đức Phật đản sanh thành đạo thuyết pháp. Ngày buồn nhất trần gian là ngày Đức Phật niết bàn. Thầy thì thầy chưa có về, mà mỗi lần đọc tới đây nha, thưa quý vị, thầy giảng tới Đức Phật là thầy cảm động lắm. Thầy giảng mà thầy khóc luôn á.
Cho tại vì do thầy không muốn muốn chứ bây giờ mà thầy nhập tâm cái là thầy rơi nước mắt liền. Và thầy giảng về Đức Phật là thầy giảng bằng cái tâm tư tâm huyết của thầy. Thầy thương Phật thì bằng những gì mà thầy được học được tu thì thầy thương Phật. Và đối với thầy á thì thầy thích giảng những bài giảng về Phật, tại vì mỗi lần mà thầy giảng về cuộc đời Đức Phật như là một cái gì đó đánh động đến tâm thức của thầy. Cho nên là giảng về Đức Phật, mỗi lần giảng tới ngài là thầy cảm động lắm. Thầy cảm động và mình chỉ có thể hình dung được phần nào ít nhất trong cái sự hiểu biết của mình về lúc mình tu, lúc mình học về lịch sử của Đức Phật. Đó thì nơi mà Kusinara là nơi địa cầu thọ tang, nơi mà chư thiên bao nhiêu người là chứng kiến và có người thì chỉ nghe lại, nơi mà Đức Phật đã nằm xuống qua bao nhiêu kiếp mà ngài hành ba la mật rồi tìm ra đạo để mà dạy cho chúng sanh. Thì quý vị nhớ giùm thầy, sau này có đi Ấn Độ về bốn nơi đây nhớ không? Ít nhất thì thôi bây giờ quý vị không hiểu lắm về lịch sử Đức Phật thì quý vị cũng nhớ là nơi đây đã có một con người vĩ đại nha, sanh ở đây, thành đạo ở đây, thuyết pháp ở đây, hoặc nhập niết bàn ở đây, đầy đủ đứng đầu về từ bi, ai cũng thương, đứng đầu về trí tuệ, điều gì cũng biết, và đứng đầu về các công đức thiện pháp nào ngài cũng có. Với tâm cung kính như vậy đó nha, thì quý vị vào nơi đó quý vị lạy xuống một lạy là phước nó ở trên kia. Nhớ không? Phước ở trên kia. Và lỡ Đức Phật nói ở đây, nếu lỡ lúc đó mà mình chết thì sao? Trời ơi, chỉ sợ mình không có chết lúc đó thôi. Nó sợ nghiệp mình không chịu chết lúc đó. Thì nói thiệt, chứ chết lúc đó làm sao? Rẹt lên trên kia liền đó. Chết với cái tâm cung kính mà chết ngay cái chỗ đó. Nhiều khi nó chờ mình nó ra lọt ra cái đất cánh đồng nó mới chết, vô rừng nó mới chết, về nhà mới chết, những cái nghiệp hay cái tuổi thọ nó chết cái chỗ khác. Chứ chết ngay chỗ đó là phước của mình nữa, không? Hoặc bữa nào mà quý vị nha đang tu tập á, đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải vẫy tay chào cuộc đời mà đi. Sợ nhất lúc đó đang hôn mê, đang tán loạn, đang sân giận, đang tham đắm mà chết. Với như vậy thì dễ đọa. Còn với cái tâm đang cung kính Phật mà mình mất lúc đó yên tâm. Người thân của quý vị mà mất như vậy cũng yên tâm nhé. Đó là bốn cái thánh tích nha. Rồi kế tiếp Phật dạy thế nào? Và thưa quý vị, đọc cái bài mà thầy gửi cho quý vị đó. Thì quý vị thấy vậy nào. Trước khi mất á, Đức Phật giống như người cha già dặn dò lại các con từng phần. Trước cái đoạn mà thầy gửi cho quý vị là ngài đã nói về tứ diệu đế và giới định tuệ rất là nhiều rồi. Thì cái đoạn này ngài dặn từng phần nhỏ nhỏ, chi ly, cần cái gì thì dặn, cần cái gì thì dặn. Dặn bốn thánh tích xong, ngài mới dặn quý thầy phải biết cách cư xử với nữ giới. Với nữ giới thì cư xử làm sao? Không nên nhìn người nữ. Mà nếu đã nhìn thì sao? Thì không nên nói chuyện. Mà nếu nói chuyện rồi thì sao? Khi đã nói chuyện thì phải an trú trong chánh niệm. Tại sao Phật lại dạy một cái đoạn này về người nữ? Thì quý vị nhớ thế này nè, chư tăng á, đi tu là xuất gia. Xuất gia cũng có chư tăng, cũng có chư ni. Nhưng quý vị nhìn coi, gần như đa số những cái tín chủ á, mà hộ trì cho Tam Bảo, mà hộ trì cho chư tăng là đa phần là nam hay nữ? Đa phần là nữ, đúng không? Người nữ họ có tín tâm lớn lắm nha. Cho nên đó là thầy cũng để bữa nào thầy thuyết giảng một cái bài khoảng 30 bài kinh á, toàn là về nữ không à. Giảng cái bài đó xong là quý vị thấy là quý vị hạnh phúc lắm. Những điểm yếu, những điểm mạnh, những khiếm khuyết thì người nữ đa phần họ sẽ có cái sức mạnh là đức tin. Họ sẽ mạnh về cái đức tin. Nhưng mà cũng có thể cái đức tin nó thành điểm yếu là gì? Tin mà không có trí tuệ. Còn người nữ đã có đức tin rồi mà có trí tuệ vô ở trong nữa là vững lắm nha. Cho nên hay nói là thiện nam tính nữ là vậy đó. Thiện nam là người nam vào đạo bằng trí tuệ, vào đạo bằng hiểu biết. Còn tính nữ là đa phần vào đạo bằng niềm tin trước. Không phải ai cũng vậy nhưng mà đa phần là như vậy. Cho nên Phật dạy á, đối với nữ nhân á, thì phải nói chung là hạn chế được thì hạn chế. Mà nếu bất đắc dĩ phải nói thì sao? Bất đắc dĩ phải nói thôi, đừng có nhìn họ. Mà nếu mà phải nói, phải nhìn thì sao? Phải an trú trong chánh niệm, phải nói trong chánh niệm. Tại vì quý vị biết á, là cái chuyện mà sau này Phật Pháp từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mới truyền đi nhiều nơi, đến hôm nay là truyền được đến nhiều nơi á, thì mà thầy thấy là đa phần các chùa nha là người nữ á, hộ trì rất là nhiều. Cho nên cái chuyện người nữ giống như là nước á, để nâng thuyền, chư tăng như là thuyền vậy đó. Nâng hay không á, là chìm hay không là do nữ á. Như mấy hôm nay nè, hôm nay quý vị được coi được cái lịch tuần lễ Vu Lan chưa? Coi được cái lịch trên Facebook thầy mới đăng hồi chiều á, thấy chưa? Đó, hoan hỷ á nha. Đó, trong cái tuần lễ Vu Lan sắp tới á, dự định từ mùng 8 tới 15 âm lịch, mỗi ngày mình đón từ mùng 8 tới 13, dự định là mỗi ngày 1.500 Phật tử. Riêng ngày 14, 15 là khoảng 3-4.000 một ngày. Thì rất là đông, tính là khoảng gần 20.000 lượt người. Cho nên là ở chùa phải chuẩn bị rất là nhiều cái để chuẩn bị. Chuẩn bị về nội dung, chuẩn bị về tu tập, chuẩn bị về cài hoa.
Năm ngoái Phật nghe báo Phật tử báo 2-3 ngàn cái hoa, tới cài cũng đâu có đủ đâu. Thì nó trời ơi, thì nói tội vậy, người ta về cài hoa tuần lễ Vu Lan mà không có hoa để cài. Thôi năm nay chuẩn bị 5 ngàn cái cho nó chắc, để mà cài cài hoa. Rồi trong một tuần đó, nhìn giống như ngày hội vậy đó. Nhưng mà quý vị biết không, thầy mong quý Phật tử á, một tuần lễ Vu Lan sắp tới á, thì đó chính là lý do mà khóa tu từng thà chủ nhật này bỏ chủ nhật sau á, thầy giảng sáng chiều để thầy giảng cái bài Bát Quan Trai. Thầy giảng cho thật kỹ, buổi sáng thầy giảng về các kiểu Bát Quan Trai và buổi chiều thầy giảng về công đức Bát Quan Trai thật kỹ, để quý vị phát nguyện giữ Bát Quan Trai mà giữ được trong cái tuần lễ Phật đản phước khủng khiếp lắm. Giữ liên tục trong một tuần, sau khi thọ giới giữ 7 ngày xong, đến ngày cuối cùng ngày 15 thì mình phát nguyện và giữ Bát Quan Trai, mà phải giữ đúng nha. Tại vì Bát Quan Trai có Bát Quan Trai ngoại đạo, có Bát Quan Trai kiểu người chăn bò và Bát Quan Trai bậc thánh. Mình phải giữ Bát Quan Trai bậc thánh đó, giữ nửa ngày thôi cũng có phước, nửa ngày thôi cũng có phước. Một ngày thì tốt quá rồi, huống chi là 5 ngày, 7 ngày với điều kiện là phải hiểu. Và thấy cái bài nó hơi dài á, cho nên là thầy chủ nhật tuần này bỏ chủ nhật tuần sau là khóa tu á, là thầy sẽ giảng bài Bát Quan Trai và thầy phát tư liệu cho quý vị nghe cho kỹ. Tại vì Bát Quan Trai là về pháp hành giới, là pháp hành của mình á, về giới. Đó là lý do mà tại sao khóa tu tới thầy giảng sáng chiều là như vậy. Thì ở đây á, mình biết là trong cái việc mà trước khi Đức Phật Niết Bàn, ngài thấy cái chuyện gì cần nói ngài sẽ nói, đối với người nữ là nên hành xử như vậy. Rồi bây giờ về cái chuyện mà thờ xá lợi của Phật nè, cung kính và xử sự ngọc xá lợi của Đức Phật như thế nào. Hạng người xuất gia không phải quá lo lắng về vấn đề cung kính thân xá lợi, hãy nên nỗ lực, hãy tinh tấn hướng về tự độ, sống không phóng dật, cần mẫn chuyên hướng về tự độ. Làm sao Phật nói người xuất gia, thì kheo thì kheo ni, đừng quan tâm nhiều đến cái chuyện xá lợi. Tức là đừng có quá tốn thời gian rồi mà lo lắng quá, mà tập trung lo học và tập trung lo tu. Chính nhờ những cái trang kinh này nè quý vị, mà thầy lập ra cho thầy con đường, cũng như là những Phật tử ai có duyên học với thầy, và ngay cả đệ tử của thầy, người xuất gia thầy đầu tư chính thời gian cho học với tu thôi. Làm việc thì rất ít làm việc. Nhất là cái tuổi trẻ là bao nhiêu chất xám, bao nhiêu thời gian là gom vô học hết. Cái tuổi trẻ đó, thì Phật tử thì thầy khuyến khích thôi, còn đệ tử xuất gia của thầy là ở đây là học hết. Một ngày ở đây quý vị biết học bao nhiêu mấy cử không? Hình như ít nhất là 3 cử đó. 5 giờ sáng có một lớp học, 8 giờ sáng có một lớp học, 14 giờ chiều có một lớp học, và 19 giờ tối có một lớp học. 21 giờ thì có một thời kinh trước khi đi nghỉ, buổi sáng 4 giờ, còn một ngày 4 lớp học. Ai nói đi tu không học, vô đây 3 buổi chạy không kịp nha. Nhưng mà tại sao phải học? Tại sao phải học? Học mới giỏi được, đúng không? Chứ nhất học phải gì mới giỏi được. Mà giỏi thì sao? Mình mới tiếp nhận được những giáo pháp, mình tiếp nhận lời kinh tiếng kệ chiều sâu và chiều rộng. Mình học giỏi có chiều sâu, có chiều rộng. Mình học giỏi mà mình tu giỏi một cái nữa là thầy nói là mình giúp rất nhiều người. Học giỏi thôi đã giúp nhiều người. Học giỏi mà phải đúng nha, đúng pháp, giúp nhiều người lắm. Tu giỏi giúp nhiều người. Vừa học giỏi vừa tu giỏi nữa thì thôi rồi đó. Mừng lắm quý vị. Cho nên là thầy còn sắp xếp hồi nãy Phật tử thỉnh thầy lên đó, đang thỉnh mà tự nhiên thầy đi thầy cảm động lắm. Thì thầy thấy Phật tử về chùa sám hối hơn ngàn người thì vui lắm. Thầy cảm động, thầy nói mình phải ráng phải sắp xếp các thời khóa tu học làm sao để Phật tử họ về đây họ có lợi nha. Họ bỏ thời gian họ mấy tiếng họ về, họ phải có lợi họ đem về, họ có pháp hành, họ có pháp học, họ được lợi ích họ đem về. Mình phải sắp xếp cái chùa làm sao vô để họ được lợi ích, họ vô họ được học pháp, họ được nghe pháp, họ được đọc sách, họ được tu tập, bước vô tới chùa là họ được lợi ích. Rồi bữa nào mình cũng đi, mình đi cái phước đó nó còn mang theo, gặp nhau thương nhau, ai sẽ hơn nhau trong cõi chết, làm khổ nhau chi lúc sống còn, thấy không? Nào bỏ qua được thì bỏ, buông được buông, tha được thì tha, giúp nhau được thì giúp. Chứ bữa nào thầy đi rồi, những cái mà thầy không làm nó cũng vậy thôi, mà thầy làm thì cái phước thầy mang theo không? Đó, cái phước thầy mang theo. Cho nên từ đó Phật tử cũng nâng lên nha. Cái gì mà giúp được ai, giúp trong khả năng, giúp được thì giúp. Còn cái chuyện mà thờ xá lợi của Phật, Đức Phật dạy rõ, các thầy đừng có lo lắng. Cái chuyện với thầy lo tu thôi, lo học lo tu thôi. Nhưng dĩ nhiên là quý thầy từ người xuất gia đến cư sĩ, ai mà không thương kính Đức Phật, đúng không? Nhưng mà Phật dạy các con là lo cái chuyện mà cần mẫn, đừng có phóng dật, chuyên hướng và tu tập. Còn cái chuyện tháp thờ xá lợi thì chuyện như thế nào? Hãy để hạng người tại gia, hạng học giả Sắc Đế Lợi, hạng học giả Bà La Môn, hạng học giả cư sĩ Thâm Tín, với niềm tin vững chắc với Đức Phật, lo phần cung kính cúng dường thân xá lợi của Đức Phật. Tức là các thầy đừng quá lo lắng về cái chuyện xá lợi. Chuyện đó có ai lo? Có cư sĩ lo. Đấy là như vậy. Có Phật tử họ sẽ lo cái chuyện đó. Phật tử thì không có đầy đủ thuận duyên để mà lo
tu tập mà xuất gia mà đi sâu vào thiền định như là quý thầy được. Thì đối với Phật tử á, cái chuyện công quả nè, làm phước nè, bố thí nè, làm từ thiện nè, giữ giới nè, nghe pháp hành thiền thì họ sẽ thường làm những cái phước đó. Thì dĩ nhiên trong những người cư sĩ á, họ sẽ có những người họ đi xa, nhưng phần đông của cư sĩ thì họ sẽ khó đi sâu bằng người xuất gia. Thì Phật nói với cái chuyện xá lợi, quý thầy cứ để, cái chuyện đó để cho cư sĩ họ lo. Và còn cái chuyện mà của quý thầy lo tu, nhưng mà đó là Phật dạy. Còn dĩ nhiên chư tăng ai mà cũng không thương Phật, đúng không? Và họ sẽ sắp xếp cái tháp thờ xá lợi của Phật. Và cái tháp thờ xá lợi của Phật sẽ thờ như thế nào? Xử sự nhục thể Đức Phật như cách xử sự thân chuyển luân Thánh Vương. Pháp tán thân Đức Phật tương tự pháp tán của chuyển luân Thánh Vương. Vàng hỏa thiêu được đặt tại ngã tư đường. Hôm nay thì mình nói lướt thôi, hôm sau quá thầy sẽ, nếu đủ duyên thầy sẽ dạy cho quý vị cái lễ trà tỳ của Đức Phật là gồm những cái gì, cái thân của Đức Phật như thế nào, quấn trong cái cuộn vải như thế nào, bỏ trong cái hòm sắt như thế nào, bỏ trong các cái hòm như thế nào, rồi đem tới các cái cổng thành như thế nào, rồi thiêu như thế nào, xá lợi chia là mấy phần, ai là chia, có hết nha, trong chánh kinh. Thì hôm nay mình nói lướt cái đó, phần hôm khác mình học. Thì Đức Phật nói, đại ý là cái lễ trà tỳ của Đức Phật, thân của Đức Phật xử sự như vua chuyển luân vương. Thời Đức Phật thì không có vua chuyển luân vương. Vua chuyển luân vương cả triệu năm mới xuất hiện một lần. Đại ý á, vua chuyển luân vương là cái vị vua mà cai trị bằng đạo đức. Cho nên vị vua chuyển luân vương nào mà cai trị bằng đạo đức á, quý vị, là cái thời đó dân người ta sống rất là an lành. Và thường họ mất á, họ sanh thiên rất là nhiều. Cho nên nếu mà mình có phước mình sinh vào cái thời vua chuyển luân vương á, thì thời đó thì là mình giống như là đức vua á. Và rất là nhiều người đức vua khuyến khích cho họ giữ giới, năm giới, tám giới, biết làm phước tu tập. Và họ mất á, họ sanh thiên rất nhiều. Thời Đức Phật Di Lặc thì có vua chuyển luân vương nha quý vị. Thời Đức Phật có. Thời Đức Phật thì vẫn còn có một cái tháp. Sẵn đây thầy kể ăn lướt chút xíu về cái tháp, cái lâu đài của vua chuyển luân vương á. Thời Đức Phật thì có một thầy đi tu, thầy xuất gia. Xong thì hôm đó thầy thỉnh Đức Phật với chư tăng về quê để mà giống như hóa độ á. Thầy kể thôi nha, ai tin thì tin chứ đừng hỏi thầy có hay không, thầy không biết chứng minh đâu nha. Còn thầy thì thầy tin là sái cổ luôn. Thì thầy mới về, thầy đắc thánh xong thầy thỉnh Đức Phật với chư tăng về. Thì sau khi thọ trai xong á, thì mới đi ra bờ sông Hằng á. Thì bờ sông Hằng thì nhìn xuống bờ sông Hằng với cái vẻ trầm tư. Thì giống như chư tăng thấy thầy giống như biểu hiện là giống như là một cái bậc mà đạo cao đức trọng vậy đó nha. Cái sông không, thì Đức Phật và chư tăng mới đi qua cái dòng sông đó. Đức Phật mới nói là này con thấy gì dưới đó? Con thấy gì? Con nhìn cái dòng sông sao con trầm tư như vậy? Nói là con thấy cái lâu đài ở dưới đây. Ngày xưa cái lâu đài này, trong cái tiền nghiệp quá khứ con đã từng ở trong cái lâu đài này. Và quý vị biết, nói xong á, Ngài dùng ngón tay hay ngón chân của Ngài một nốt nhạc bay lên nguyên một cái lâu đài. Và cái lâu đài đó thì trong đó có, khi mà bay lên thì cũng có giống như cá tôm ở trong á. Ngài, tiền nghiệp quá khứ, những cái người thân quyến của Ngài lưu liếng cái lâu đài đó, giờ vẫn còn ở bên cạnh đó cá tôm. Còn cái lâu đài đó thì nó sẽ ẩn khuất ở đó. Đến thời Đức Phật Di Lặc ra đời sẽ có một vị vua chuyển luân vương, và cái lâu đài đó nó sẽ hiện ra lại cho cái vị vua chuyển luân vương đó dùng. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, hiện nay có những khúc gỗ trầm cả ngàn năm không? 10.000 năm có không? Có, đâu có đến phiên mình đâu. Mình đâu có phước đâu dùng cái đó. Tuy nhiên đến một lúc nào đó có vị có phước từ cái khúc cây đó sẽ tìm ra được cho cái người đó dùng. Thì cũng vậy đó, cái chuyện đó nó là như vậy. Thì thời Đức Phật mình thì không có chuyển luân vương, thời Phật Di Lặc mới có. Thì tháp của Đức Phật phải được dựng lại tại ngã tư đường. Tại sao dựng ngã tư đường quý vị? Người ta đi ngang người ta cúi đầu một cái thôi nha. Quý vị ráng cố gắng chịu khó đọc lại Tích Truyện Pháp Cú số 2, kể về cái anh thanh niên, ảnh bệnh, ảnh nằm trên giường bệnh đó. Ảnh hướng về Đức Phật với tâm cung kính thôi là mất là sanh thiên. Tức là một niệm cung kính Phật thôi là đã sanh thiên rồi đó, đủ phước sanh thiên. Thì để mà cái tháp xá lợi của Phật ở ngã tư đường á, cho người ta đi ngang, ai mà có cung kính của sanh thiên. Và những ai đến cúng dường hương hoa và lễ vật cung kính hoặc khởi tâm hoan hỷ khi đứng trước bảo tháp thì những vị này sẽ được hưởng nhiều phước báu lợi ích, hạnh phúc lâu dài. Đó là như vậy. Đại ý là cái tháp xá lợi sẽ để ở ngã tư đường. Có bốn hạng người đáng được xây tháp. Bốn hạng người đáng được xây tháp là ai? Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Tức là Đức Phật mà không thầy tự ngộ, ngộ rồi dạy ra được con đường, như là Phật Thích Ca hay là Phật Di Lặc nha. Và thưa quý vị á, là từ nay đến Đức Phật Di Lặc ra đời thì không có vị Phật nào, vị nhớ, không có Phật Chánh Đẳng Giác nào ra đời nữa, vị nhớ vậy nhé. Nếu có đó thì có Phật gì? Có Phật gì? Có Phật Độc Giác. Nhưng mà hiện tại thì sẽ không có Phật Độc Giác.
Phật độc giác chỉ xuất hiện trong thời kỳ mà giáo pháp không còn, tức là mạt pháp không còn giáo pháp nữa, thì lúc đó mới có Phật độc giác. Chứ trong thời kỳ còn giáo pháp thì không có Phật độc giác nha. Mình học giáo lý mình phải hiểu cái đó. Rồi vậy thì có bốn hạng người đáng được sai tháp là Phật chánh đẳng giác. Tại vì sao mà đáng được sai tháp? Phước đức của ngài cung kính thôi là phước rồi cho nhân loại. Phật độc giác, Phật độc giác cũng vậy, phước đức ngút ngàn, công đức ngút ngàn. Thì ai mà có duyên được đảnh lễ đảnh cái tháp xá lợi của Phật độc giác cũng là phước. Bậc thánh A La Hán, bậc thánh A La Hán mà ai lễ tháp ngài thì cũng quá phước rồi. Nhưng mà có cái trường hợp thứ tư, bậc chuyển luân thánh vương. Tại sao mà vua chuyển luân thánh vương cũng nên xây tháp? Quý vị thấy nè, Phật chánh đẳng giác ra đời thì nhiều người sẽ biết nè. Phật độc giác có người biết có người không, đúng không? Nhưng mà ai biết là có phước. Nhưng mà riêng vua chuyển luân thánh vương á, thường khi mà ngài xuất hiện á, thì người ta sẽ biết rất nhiều. Vua mà lại khuyến khích cho nhiều người làm phước, cho nên cái chuyện mà biết về vua chuyển luân vương rất là nhiều người biết, và vua lại giúp cho rất nhiều người sanh thiên á, đạo đức. Cho nên là vua chuyển luân thánh vương xứng đáng để xây tháp nha. Rồi nghe cái câu này cảm động nè. Lúc bấy giờ đại đức A Nan đi vào tinh xá, trong chánh kinh đó nha quý vị, dựa trên cột cửa và đứng khóc than. Thương chưa? Có nhiều nói ủa thầy A Nan đắc thánh rồi mà thầy sao vẫn còn khóc. Lúc này thầy A Nan đắc thánh gì rồi? Sơ quả Tu Đà Hoàn rồi mà vẫn còn khóc. Như thầy nói đó là tam quả A Na Hàm mới hết khóc nha. Đó, thầy A Nan đứng dựa trên cột cửa đứng khóc than. Thương Phật á. Ta nay vẫn còn là kẻ hữu học tức là thánh hữu học. Bậc sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm gọi là thánh hữu học. Hữu học tức là vẫn còn phải tu á, đến A La Hán mới là vô học. Ta nay vẫn còn hữu học, còn phải lo tu tập. Nay bậc đạo sư của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa? Trời ơi thương không? Nghĩ là thầy A Nan nói là mà đức đạo sư sắp diệt độ, còn ta là bậc thánh mới hữu học à. Thì Đức Phật đã diệt độ thì còn ai thương tưởng ta nữa? Không phải là không ai thương thầy A Nan, nhưng quý vị nhớ vậy nè, thầy A Nan đã gắn với Đức Phật đã rất lâu rồi, trong từ cái tiền nghiệp quá khứ rồi. Rồi ngài được cái 25 năm thị giả cho Đức Phật, gần gũi một con người vĩ đại như vậy đó. Cho nên mất hình ảnh của Đức Phật chuẩn bị niết bàn là một cái gì đó rất là trống vắng để lại. Cho nên ngài nói như vậy. Đức Phật khuyên nhủ và thọ ký cho đại đức A Nan. Đức Phật mới thấy thầy A Nan khóc, Đức Phật mới nói: "A Nan chớ có buồn rầu, chớ có khóc than, thương không?" Mấy cái này đó quý vị thấy á, Đức Phật như một người cha vậy á. Thời Đức Phật có cái gì một cái là quý thầy về giống như níu áo Đức Phật vậy đó. Hồi nãy giống như thầy, hồi nãy thầy trước khi lên giảng, đệ tử đi vô còn mét thầy ơi, chú này mới đánh con, chú này mới cãi nhau, thầy nói từ từ, lát nữa thầy xử, bây giờ thầy chuẩn bị thuyết pháp rồi con, để cho thầy niệm ân Đức Phật, để thầy lên rồi thuyết pháp đó, lát mét con. Đâu quan trọng là thuyết pháp hay không thuyết pháp gì đâu. Nên là cứ có cơ hội gặp thầy là bắt đầu mét anh này la con, anh này ăn hiếp con, ví dụ vậy. Thầy nói khoan, thầy lát thầy xuống thầy giải quyết sau, giờ để thầy niệm ân Phật, để thầy lên thuyết pháp nữa nha. Thì thời Đức Phật vậy đó, có chuyện gì cái chư tăng về níu áo Đức Phật, hỏi Đức Phật: "Bà Đức Thế Tôn, thầy này nói vậy có đúng không? Vị cư sĩ đó vậy có đúng không?" Là làm sao? Là Phật cho bài pháp. Cứ vậy là cho Phật cho bài pháp, Phật cho bài pháp thì sắp sửa hết rồi. Phật niết bàn rồi, đâu còn ai mà níu áo nữa. Chư thiên nó còn nói là rồi đây á, mắt lớn đã khép lại, ánh sáng đã khép lại, mặt trời đã khép lại, đã lặn đi á, thì còn ai thương ta như Đức Thế Tôn thương? Rồi đây khi khó khăn, khi vướng víu điều gì đó sẽ hỏi ai? Đó, mình phải thấy cái sự vĩ đại như vậy. Đừng có nói đâu xa nghe quý vị. Bây giờ mà quý vị muốn tu nha, muốn tu muốn học cho tới nơi tới chốn, không có thầy là quý vị mịt mù. Thì bản thân thầy nè, đến hôm nay trong lúc thầy đang tu tập nè, đến hôm nay có những lúc mà thầy tu tới đó xong thầy không biết tu sao hết. Và thầy không biết tu làm sao nữa hết. Ví dụ như học thì thầy có thể tìm học vị này vị kia, trường lớp này kia, nhưng có những cái lúc mà mình tu tập á, có những cái trạng thái tâm đó mình sẽ không biết như thế nào hết. Mà không có thầy rồi làm sao mình đi bước nữa, thì hiểu không? Không có thầy làm sao mình tiến tới bước nữa rồi nó lại có những cái trạng thái tâm khác, là không có thầy làm sao mình tiến tới bước nữa. Cho nên thầy mới thấm cái câu là không có gặp minh sư, không có gặp thầy lành đó, là gần như là cuộc đời mình rất là khó tiến xa được. Đến hôm nay thầy thấm câu đó khủng khiếp lắm ấy. Khi mình càng muốn học, mình càng muốn tu á, cái người thầy dạy cho mình nó quan trọng lắm. Ví dụ như hôm nay quý vị có thể nương thầy học cái này cái kia căn bản nào đó, còn chính bản thân thầy nương một cái vị thầy để mà thầy phải học sâu hơn nữa. Thì nếu như mà không có cái vị thầy đó dạy cho thầy sâu hơn nữa, thầy cũng không biết làm sao.
Đó, quý vị phải thấy được cái đó. Thì từ đó quý vị nhân gấp 100, 1000 lần lên. Có những cái thắc mắc của vị thánh đó, của vị chư thiên đó, thì Đức Phật sẽ giải quyết cho được. Nếu không có Đức Phật, giống như là không có cái cách để nào để gỡ rối cái đó. Mình hiểu được như vậy mà tại sao chư thiên khóc, tại sao thầy A Nan khóc. Đức Phật nói này, A Nan chớ có buồn rầu, chớ có khóc than. Mọi vật ái luyến tốt đẹp đều phải sanh diệt, tử biệt và dị biệt. Các pháp sanh chú hữu vi, biến hại và tiêu diệt. Tức là Đức Phật nói này, A Nan con chớ có buồn, mọi cái thì đều cũng vô thường, để ý như vậy. Này A Nan, đã lâu nay ngươi đối với Như Lai, đức là Đức Phật tán thán thầy A Nan, còn đối với Như Lai với thân nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích an lạc có 102 vô lượng. Thầy A Nan nha quý vị, đệ nhất thì giả nha. Nếu mà nói về thì giả, thầy A Nan là số 102 mà, đệ nhất thì giả. Với ý nghiệp, với ngữ nghiệp, với thân nghiệp, còn đối với Như Lai với từ ái, lợi ích an lạc có 102. Tức là Đức Phật tán thán là con đã đối xử với Như Lai làm sao? Với thân khẩu ý rất là từ ái, tức là con rất là thương Như Lai, con lo cho Như Lai, đại ý là như vậy. Này A Lan, ngươi là người tác thành công đức. Cái việc con làm như vậy là con đã làm thành những cái công đức. Hãy cố gắng tinh tấn lên, ngươi sẽ chứng bậc vô lậu không bao lâu. Đó, giống như là Đức Phật làm sao ạ? Khuyến khích tán thán thầy A Lan. Rồi, kế tiếp là Đức Phật nói lên bốn cái đức tánh kỳ diệu của thầy A Lan. Thầy có sàng bài thầy A Lan rồi. Tại vì quý vị biết làm sao, giảng một buổi không hết. Giảng không hết quý vị. Giảng nhanh quá thì nó uổng, mà giảng một buổi thì không hết. Thầy có dạng, thầy có soạn một bài về khoảng 50 dữ kiện về thầy Xá Lợi Phất, 50 dữ kiện về Gia Du Đà La, 50 dữ kiện về thầy A Nan, mà thầy chưa biết là giảng lúc nào. Soạn rồi để đó mà chưa biết giảng lúc nào. Giảng một buổi thì không hết. Hy vọng là giảng khóa tu thì giảng sáng chiều, buổi 2 tiếng thì hết. Nghe từng dữ kiện vậy quý vị mới thương thầy A Nan, mới thương thầy Xá Lợi Phất, thương Gia Du Đà La. Khủng khiếp lắm, một dữ kiện là một bài kinh đó nhá. Thầy chắc lọc một bài kinh để thầy tìm trong các cái nguồn đó, thầy chắc lọc lại về những cái câu chuyện về thầy A Nan, thầy Xá Lợi Phất hay là ngài Ca Diếp hoặc là Gia Du Đà La. Mình nghe mấy cái vị đó đó, mình mới thấy mình sao, mình được cái gì, cái mình thấy mình ở trên mây có cái chút xíu cái mình thấy mình ở trên kia là đó. Càng học những cái vĩ đại của các bậc này, các bậc thánh đó quý vị, mình thấy các ngài mênh mông bao la, mình có một xíu à, mình mới sực nhớ cái ngày xưa mình là phó thường dân thôi, mình chưa có cái gì hết là mình thấy mình bay trên mây rồi. Càng học đạo á, mình mới thấy bây giờ càng làm được cái gì tốt á nha, phước nha, giống như mình đang uống thuốc vậy đó, thì nhớ vậy đó nha. Bao nhiêu công đức quý vị làm là mình hình dung giống như đang uống thuốc chữa bệnh vậy nè. Đó chị ơi, em hãnh diện lắm, em tự hào lắm, em mới uống thuốc, có ai vậy không? Cho mình chưa hiểu mình mới tự hào thôi. Mình bệnh mình mới uống thuốc, đúng không? Mình khổ quá mình mới làm phước đó. Mình sân quá mình tu tâm từ, mình tham quá mình tu bố thí, ví dụ vậy. Thì có phải để mình đối trị cái bệnh của mình không? Đó, đang đối trị bệnh, chị em uống thuốc nha chị, đó. Em tự hào quá, em đang uống thuốc. Đâu có ai uống thuốc mà tự hào. Vô bệnh viện xong bệnh viện đẹp lắm, vô bệnh viện rất là đẹp. Đi ra khỏi bệnh viện, trời ơi hạnh phúc quá, trời ơi hạnh phúc quá. Hạnh phúc ra bệnh viện hay là mình nên muốn quay lại bệnh viện? Có ai muốn quay lại cái bệnh viện dù cái bệnh viện cái nó đẹp không? Không. Dù là bệnh viện có đẹp thiệt, nhưng mà ra khỏi cái bệnh viện nó vui hơn, đúng không? Có ai mà nằm trong bệnh viện, em hạnh phúc quá chị ơi, em đang nằm trong cái bệnh viện rất là đẹp, mình đang bệnh hết đó. Đức Phật nói chưa đắc đạo, chưa đắc thánh là người mắc nợ nha. Là người chưa có vượt qua khỏi cái tù ngục sanh tử, chưa có qua khỏi cái sa mạc sanh tử, là người nô lệ cho phiền não và là người mắc nợ. Khủng khiếp không? Hiểu như vậy từ nay trở đi làm phước giống như đang uống thuốc chữa bệnh vậy đó, có gì đâu mà tự hào. Bao nhiêu công đức con làm được là con đang uống thuốc để con chữa bệnh thôi, đến ngày đắc thánh thì thôi, mà đắc thánh thì không có còn tự cao tự đại nữa. Nó vậy thì ở đây Đức Phật mới nói tán thán thầy A Nan là có bốn cái đức tánh rất là kỳ diệu. Đó là thầy A Nan số 1 là chúng tỳ khưu tăng hoan hỷ khi ý kiến thầy A Nan. Tức là khi mà quý thầy mà thấy thầy A Nan rất là hoan hỷ, khi chúng tỳ khưu tăng luôn hoan hỷ khi được thầy A Nan thuyết pháp. Tức là thầy A Nan mà thuyết pháp thì chư tăng rất là vui, mà không thuyết thì có một chút buồn. Và quý vị thấy trong đời này có những người như vậy không? Có không? Nhưng mình thấy cái bóng dáng của người đó có làm sao? Mình vui, đúng không? Có những người lạ có cái phước, có cái từ tâm, có cái công đức, có cái hạnh lành gì đó mà mình thấy người đó thì mình sẽ hoan hỷ. Thật ra thì rất là ít ai mà được như vậy.
Ngay cả Đức Phật, các nghe quý vị, mà vẫn có những người ghét Ngài mà. Vì nhớ không? Ác nghiệp nào đó trong quá khứ họ mới ghét Ngài thôi, chứ với trí tuệ từ bi công đức của Đức Phật thì gần như ai thấy cũng thương, cũng kính. Trừ một số người họ ganh tị với Đức Phật hay họ đố kỵ hoặc một ác nghiệp nào đó thôi. Thầy A Nan thì có cái phước vậy đó. Thấy Ngài cái là người ta vui, thấy là vui, Ngài thuyết pháp chư tăng vui. Cái hạnh lành thứ ba của thầy A Nan, cái đức tánh kỳ diệu thứ ba là các vị tỳ khiêu ni và cư sĩ á, khi thấy thầy A Nan cũng vui, và thấy thầy A Nan mà được nghe thầy A Nan thuyết pháp thì các vị sẽ vui hơn nữa, mà nếu thầy A Nan không thuyết thì sẽ có một chút buồn ha. Đó là những đức tánh kỳ diệu của thầy A Nan. Rồi, đọc kỹ cho thầy cái đoạn này. Đọc cái đoạn này là rơi nước mắt luôn nè. Sau trước cái ý số 5 á. Thế rồi Đức Phật bảo với đại đức A Nan đi vào thành Kusinara, tức là nơi Đức Phật sao nhập niết bàn á. Đức Phật nói với thầy A Nan đi vào thành Kusinara, báo tin cho hoàng tộc Mala, tức là báo tin cho cái hoàng tộc này biết, cho dân chúng ở đây biết, và dân chúng được biết về sự viên tịch niết bàn của Ngài. Tất cả mọi người hay tin đều khóc than và đã dìu nhắc nhau đi đến đảnh lễ Đức Phật. Sau khi Đức Phật tán thán thầy A Nan xong, để thầy A Nan đỡ buồn khổ, Đức Phật mới nói thầy A Nan hãy đi vào Kusinara, mà nơi Đức Phật nhập niết bàn. Và ở đây có một câu hỏi được đặt ra là tại sao Đức Phật không niết bàn ở những nơi khác? Thực ra Kusinara là một cái nơi giống như mình nói là thị trấn nhỏ lẻ quý vị. Thầy A Nan có hỏi Đức Phật là tại sao bao nhiêu nơi Đức Phật không niết bàn, chọn nhập niết bàn nằm xuống, mà Đức Phật lại chọn nơi Kusinara, một thị trấn nhỏ lẻ này. Và có ba lý do. Có ba lý do nha quý vị. Có ba lý do để Đức Phật trở về Kusinara là một thị trấn nhỏ lẻ. Đức Phật nói với thầy A Nan, đây không phải là một thị trấn nhỏ lẻ, mà trong cái quá khứ ở đây là một cái kinh thành, là kinh thành Đại Thiện Kiến. Dạ, có một cái kinh thành Đại Thiện Kiến, và cái kinh thành này nó phồn hoa đô lệ lắm, nó rộng lớn lắm, nó phát triển lắm, trải qua giống như là rồi nhiều đời thì nó hôm nay nó mới trở thành một nơi nhỏ lẻ. Và qua đó Đức Phật mới thuyết cái bài kinh là kinh Đại Thiện Kiến, để nói lên cái gì? Thứ nhất là nói lên cái chuyện vô thường, thứ hai là khuyến khích làm phước. Và Đức Phật mới nói nơi đây là Ngài đã có 7 lần nằm xuống đây rồi. Ngài đã có 7 lần nằm xuống đây rồi, là Ngài đã bỏ xác ngay Kusinara luôn, và chuẩn bị Ngài bỏ xác thêm một lần nữa. Những lần khác Ngài nằm xuống và nằm nữa, nằm đến 7 lần, và chuẩn bị nằm xuống lần này nữa là lần cuối cùng, là không còn nằm xuống nữa, vì Ngài đã xong việc. Và Ngài về Kusinara Niết Bàn vì lý do thứ nhất là nhân cái duyên sự này để Ngài thuyết bài kinh Đại Thiện Kiến, để nói về vô thường, để khuyến khích người ta làm thiện. Cái duyên lành thứ hai để Ngài về Kusinara là vì nếu Ngài không về Kusinara thì Ngài biết là sẽ có một cái trận chiến tranh đẫm máu xảy ra quý vị. Thương không? Ngài biết nếu mà Ngài nhập Niết Bàn chỗ khác có chiến tranh, tranh giành nhau và sẽ đẫm máu, dân chúng sẽ chết rất nhiều. Và tại sao? Tại sao? Tại vì lúc đó Ngài đi hoằng pháp rất là nhiều nước á, dân đức vua á, người ta thương Ngài lắm. Và cái việc mà Ngài nằm xuống như vậy á, Ngài chọn không đúng chỗ hoặc Ngài chọn không đúng người để sắp xếp á, thì sẽ có cái chuyện gì? Tranh giành xá lợi. Tranh giành xá lợi. Khủng khiếp về trí tuệ Đức Phật chưa? Và tại sao lại Đức Phật lại chọn nơi đây? Tại vì Đức Phật biết nơi đây có một cái ông tên là Đô Na. Ông Đô Na, không biết trong này có ghi tên của ông không? À, hôm sau mình học qua cái phần chia xá lợi mới thấy cái tên của ông. Cái ông Đô Na này, ông có một cái biệt tài rất là đặc biệt quý vị, là biệt tài thương thuyết. Dạ. Ai mà cãi nhau sao là ông vô ông nói cái người ta hết cãi. Dạ, còn mình đang cãi nhau có người mình vô mình nói cái người ta cãi hơn. Chứ không có hết cãi không? Người ta không có cãi cái mình vô cái người ta cãi. Người ta đang cãi cái mình vô người ta thành bung lửa luôn, phải không? Còn ông Đô Na này ông hay cái là có ổng á là mọi chuyện nó êm xuôi. Và đặc biệt ông là chứng quả A-la-hàm rồi. Thì khi mà ông Đức Phật về đây á, thì Đức Phật sắp xếp cho ông này chia xá lợi. Phật biết là ông này sẽ chia xá lợi. Mà quý vị biết không, khi mà các nước á, chạy qua giành xá lợi, thì ông mới nói là các vị á, khi mà Đức Thế Tôn còn sống, Đức Thế Tôn đều khuyến khích là đoàn kết, hòa hợp, thương yêu, từ ái lẫn nhau. Có bao giờ Đức Phật đi truyền đạo tới đâu mà đem tới khổ đau, đem tới rơi lệ làm cho ai đau khổ không? Là tại sao Đức Thế Tôn mới nằm xuống đây mà các vị muốn tranh giành nhau như vậy? Hay không? Đó là thầy nói lại có chút xíu rồi đó nha. Mà ổng nói làm sao không biết. Thế là
8 nước á, 8 nước về cái là rồi chấp nhận chia xá lợi, chia đều ra. Và ông là người đứng chia. Dona có nghĩa là gì? Dona có nghĩa là cái cân. Rất là hay là nó có một cái sự trùng hợp. Dona là cái cân. Mà cái cân thì ông lúc mà Đức Phật Niết Bàn thiêu á, ông lấy cái cân, ông chia, ông cân đâu, ông chia. À, là cái cân. Và thứ nhất là cái tên của ông là cái cân. Và cũng là gắn đến một cái sự kiện là ông lấy cái cân, ông chia xá lợi. Và lúc mà đang chia xá lợi của Phật thì có một cái xá lợi răng. Xá lợi răng. Và ông đắc A-na-hàm. A-na-hàm thì không có còn phạm giới, A-na-hàm thì không còn tham nha. Nhưng ông có lấy một cái xá lợi răng của Đức Phật, ông bỏ lên cái búi tóc của ông á. Thì mình nghĩ là ông ăn cắp đúng không? Không phải, tại vì lúc này xá lợi là chung. Chung ông lấy, ông không phải ăn cắp. Nhưng mà ông lấy xong thì Đế Thích mới thấy là nếu mà để cho ông này thì không có xây được một cái tháp rất là, mình gọi là rất là trang nghiêm. Thì Đế Thích mới dùng thần thông á, mới lấy cái xá lợi răng đó. Bây giờ lên cũng trời đau lợi rồi, bữa nào quý vị lên đó quý vị sẽ thấy. Nên nói thiệt chứ bộ cho nên nói giỡn không. Cái này quý vị cũng tin, cái thằng tin ngút ngàn luôn á nha. Ai mà nói thầy, ai mà nói thầy bị cái gì đó thì không kể. Giờ chuyện trong kinh là thầy phải kể chứ, bây giờ không kể rồi quý vị nói sao thầy giảng tới đó thầy không kể cái đoạn đó đúng không? Ừ, thầy kể đi, rồi còn cái chuyện tin hay không nữa là do chuyên của mình nữa. Thì ông chia xong lấy, ông chia xong hồi ông lấy cái xá lợi răng, chia xong hồi lấy lên không mất tiêu cái xá lợi răng để thích thỉnh lên cung trời rồi. Thì sau khi chia xong, ông chia xong cái nha, thì ông xin lấy cái cân đó, giống như cái hũ đó, có một nước tới sau lấy cái phần còn lại. Cuối cùng ông chia xong không có cái chuyện gì xảy ra hết. Thường không? Sau này bắt đầu mới đến thời vua A Xà Thế, rồi sau này là vua A Dục á. Hôm nào thầy sẽ giảng cho vua A Dục cho quý vị, khi mà ông giác ngộ ông xây 84.000 cái tháp xá lợi của Đức Phật. Đó là lý do thứ hai, nếu ngài không về đây thì sẽ có một cuộc chiến tranh. Và cái lý do thứ ba là khủng khiếp nhất. Trong đời của ngài, ngài độ biết bao nhiêu là người, biết bao nhiêu là chư thiên đúng không? Mà ngài chọn về đây là tại vì còn một người nữa. Còn một người nữa quý vị. Về đây là còn người đệ tử cuối cùng. Và ai hỏi quý vị, đệ tử cuối cùng của Đức Phật là ai? Thì quý vị qua cái ý số 5 là ông Suvaddha. Suvaddha này hay mình gọi là Tu Bạc Đà La. Đây là đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Ông này rất là giỏi nha quý vị, 120 tuổi, ông có ngũ thông nha. Ông có ngũ thông là Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mạng Thông và Thần Túc Thông. Chỉ có chưa có Lậu Tận Thông thôi. Giống như cái duyên của ông phải đợi khúc cuối. Và Đức Phật quán chiếu thế này nè, nếu Phật Niết Bàn thì ông này lại không có duyên với Đức Phật quý vị. Có những người họ đắc thánh qua lời giảng của Đức Phật. Nhưng có những vị họ đắc thánh qua lời giảng của quý thầy là đệ tử của Phật. Nhưng mà riêng ông này thì lại là duyên với Đức Phật chứ lại không có duyên với quý thầy. Mà nếu Phật không về đây, Phật không độ ổng á, thì đời này coi như là ổng lỡ một chuyến đò không đắc thánh được. Quý vị thấy không? Và thương như vậy, và có thể ông phải đợi đến, có thể ông phải chuyển nguyện thành Phật độc giác hoặc một chuyển tới Phật Di Lặc. Rất lâu như vậy. Và lúc này quý vị hiểu là Phật mệt lắm rồi, 80 tuổi. 3 tháng trước Phật có một cái cơn bạo bệnh, mình nói giống như là bị đột quỵ đi nha, nói cho dễ hiểu theo đời của mình, nặng lắm. Phật có một cái cơn bạo bệnh và Phật mới dùng cái thần lực của thiền định á để Phật duy trì cái mạng sống của ngài đến 3 tháng, đến lúc này là lúc đêm cuối rồi nè. Và lúc này thì ngài rất là mệt, và ngài đi tới đâu là rất là mệt. Và cái buổi trưa ngài ăn xong á, khi mà về đây nè, trước khi ăn buổi trưa là ngài đi về đây là có khoảng 10 cây số thôi, mà ngài nghỉ 25 lần. Nghỉ lại đi xong mệt rồi nghỉ 25 lần. Thương không? Mà thương một người đệ tử cuối cùng vì ông Dona chia xá lợi và về đây để thuyết cái bài kinh Đại Thiện Kiến mà ngài về đây. Và khi mà về xong thì bây giờ đến cái chuyện thứ ba, ngài độ đệ tử cuối cùng. Ông này lâu nay ông nghe Phật cũng không tìm tới, mà phút này ông mới tìm. Đó, phút cuối đi trễ đó nha. Nó cũng liên quan đến cái chuyện đi trễ, làm phước mà làm phước trễ. Thì khi mà ông vào quá quý vị là thầy A Nan không cho gặp. Thầy A Nan nói là giống như bây giờ những giờ phút cuối cùng rồi, thầy A Nan giống như để cho Đức Phật nghỉ ngơi. Thì Đức Phật mới nói A Nan con cho ông Suvaddha vào. Và khi mà vào á, ông mới nghe Đức Phật thuyết pháp. Đại ý là ông hỏi Đức Phật nè. Ở đây có nói nè, du sĩ ngoại đạo Suvaddha đến với họ, đến vấn hỏi Đức Phật về sự giác ngộ ở các vị giáo chủ ngoại đạo. Đại ý là ông hỏi là ông có nghe nhiều vị ngoại đạo lắm, rồi vị nào cũng nói giống như là mình giác ngộ rồi, số 1 cái đó. Thì ông mới hỏi Đức Phật vậy thì là như thế nào. Đức Phật nói là giờ cái giờ phút này không có nên quan trọng cái chuyện đó nữa. Và Phật mới nói là Đức Phật cho biết rằng trong pháp luật nào không có bát thánh đạo thì không thể có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Tức là Đức Phật nói trong giáo pháp nào có bát chánh đạo thì có tứ thánh quả, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, tức là
sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả La Hán đó. Thì nơi nào có bát chánh đạo, giáo pháp nào có bát chánh đạo thì có tứ quả sa môn. Nó dễ hiểu là ai mà tu đúng bát chánh đạo thì sẽ đắc thánh. Đó, nó như vậy. Trong pháp luật có bát thánh đạo thì có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Những hệ thống ngoại đạo đều không có những sa môn một vị tỷ khưu với đời sống chân chánh dẫn đến thành tựu quả vị A-la-hán. Phật nói thì ngoài đạo không có bát chánh đạo. Nhớ nha, bát chánh đạo có mặt khi nào? Có mặt khi Ngài thành Phật á. Khi Ngài thành Phật thì lúc đó là Ngài mới thuyết pháp và có bát chánh đạo. Chị nhớ nha. Bây giờ mình còn bát chánh đạo không? Còn. Quý vị, thầy cũng đã giảng về bài bát chánh đạo rồi. Hôm nào có thể thầy sẽ giảng một cách tổng quan lại sơ cho quý vị biết bát chánh đạo nha. Giảng cái đó phải có tài liệu, phát cái tài liệu cho quý vị. Cho nên bữa nào mà thấy thầy đăng bài bát chánh đạo, bữa đó dù mưa cỡ nào cũng phải ráng đi nha. Thử lòng quân tử vậy thôi, chứ mưa một chút ở nhà, nghe lai. Có Phật tử nó con định đi rồi mà con thấy mưa quá con ở nhà. Ai cũng thấy mưa mà ở nhà rồi thầy giảng cho ai, đúng không? Coi vậy chứ nghe pháp sóng nó sướng hơn, đúng không quý vị? Coi vậy chứ nghe pháp sóng vậy nè, cũng là cái bài bây giờ quý vị ngồi nghe lai cũng được. Nhưng mà lạ nghe, nghe trực tiếp như vậy nè, nó có cái gì nó đánh động hơn phải không? Phải không, gật đầu một cái cho thầy vui coi. Đó, thì Đức Phật mới nói âm Tu Bạc Đà La này đó, là đừng có quan tâm cái đó, những cái giáo pháp khác như thế nào. Bây giờ nơi nào có bát chánh đạo để có tứ quả sa môn. Phật thuyết cho ông xong á, thì ông mới xin xuất gia. Quý vị nhớ là có cái chi tiết là ai mà là ngoại đạo á, mà xin xuất gia thì phải có cái nội quy á, là phải 4 tháng biệt chú. Tức là 4 tháng là giống như để thử thách á, để bỏ bớt đi những cái thói quen mà trước khi vào đạo Phật á. Nhưng mà Đức Phật nói là giống như ông Tu Bạc Đà La này là được xuất gia khẩn cấp vậy đó. Và dĩ nhiên Phật biết cái duyên của ông rồi. Và sau đó thì Đức Phật mới nói thầy A Nan xuất gia và vị này được là đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Và khi mà xuất gia xong, ông ra, ông đi kinh hành có chút xíu, đắc A-la-hán luôn. Mình đừng có nói sao dễ như vậy nha. Bắt đầu mình nghe mấy cái đoạn này, xong mình nói, thời Phật, sao nghe Phật nói một câu đắc A-la-hán? Người nghe một câu đắc thánh, thời nay nghe hoài không đắc. Dạ. Nghe hoài thì vẫn ngu mê, nghe ít chẳng thấy Bồ Đề ở đâu, phải không? Ngồi nghe hoài sao không đắc. Dạ thưa quý vị nhớ dùng vậy nè, cái giờ phút mà Ngài đi, cái Ngài đắc á, Ngài làm tỷ 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 kiếp rồi, hiểu không? Bây giờ là giọt nước tràn ly. Mình cứ nhìn vô cái giọt nước tràn ly mà mình không có hình dung bao nhiêu tỷ kiếp ngày gom ba la mật, ba la mật, ba la mật đến cái kiếp có Đức Phật, thì dĩ nhiên là phải có thời có khắc. Thì thời của Ngài này là ngày cuối cùng. Và bây giờ quý vị biết hiểu tại sao mà Ngài cuối cùng không? Đây, thầy xin chia sẻ cho những người hay làm phước trễ. Thời quá khứ có hai anh em, người anh và người em. Người anh á là trồng lúa, người em cũng trồng lúa nha. Người anh trồng lúa xong á, cái thấy thời Đức Phật, cái xong lúa non thì ép ra sữa cúng dường, lớn một chút ép ra sữa cúng dường. Còn người anh á không, người em thì không chịu, khi nào lúa chín hết thì mới cúng. Còn người anh á là ra là cúng, ra là cúng, ra là cúng. Và quý vị biết người anh đó là ai không? Là Kiều Trần Như. Mà Kiều Trần Như là đệ tử đầu tiên, Ngài Tu Bạc Đà La đệ tử cuối cùng. Thì cũng vậy đó nha, sau này mình làm phước á, xác định cái đó tốt rồi, tranh thủ cố gắng nhanh nhẩu mà làm. Thì sau này phước nó chỗ thuận lắm, cái đủ duyên thuận lợi nó chỗ. Phút cuối mình làm á, thì phút cuối cũng có quý nhân giúp đỡ, phút 90+1. Nhưng mà chày da chóc vải, tưởng là bần cùng bế tắc rồi nó mới có, phải không? Phải không, những Phật tử thân yêu ở đây rằng hay bị chỗ phút cuối rồi, đúng không? Là mình cũng hiểu rồi. Chắc nhiều kiếp cũng toàn làm phút cuối, nó chỗ phút cuối. Đó, giống như Tu Bạc Đà La. Tại sao cả đời không học, không tu? Phật chuẩn bị Niết Bàn mới tới. Tại vì cái phước nó chỗ rồi, cái nghiệp của Ngài, cái duyên của Ngài là làm cuối cùng, chỗ phút cuối cùng. Sau đó Ngài Tu Bạc Đà La đắc thánh. Đắc thánh xong rồi, Ngài Tu Bạc Đà La nhập Niết Bàn trước Phật luôn. Đó, là như vậy. Rồi, số 6. Những lời dạy tối hậu cho Đại Đức A Nan. Sau khi Đức Phật viên tịch thì chư Tăng hãy lấy pháp và luật làm đạo sư, chư tỳ khưu. Đây, hồi nãy đã giảng câu này chút xíu. Sau khi Đức Phật viên tịch thì chư Tăng hãy lấy pháp và luật làm đạo sư. Câu này chưa phải là câu cuối đâu nha. Lát thầy sẽ nói cái câu mà cuối cùng của Đức Phật mở lời, trước khi mà không còn một lời nào nữa đó, thì mình sẽ nghe câu cuối. Câu này Phật nói là khi mà Đức Phật viên tịch thì chư Tăng hãy lấy pháp và luật làm đạo sư, tức là nương tựa giáo pháp làm thầy. Lấy pháp và luật hay là nương tựa giáo pháp làm thầy. Cái câu này nó quan trọng, nó khủng khiếp lắm quý vị. Quý vị nhớ giùm thầy nha, là mình
về với chùa là trước nhất và trên hết là Đức Phật và Pháp. Nhưng mà tại vì nếu không có tăng thì mình đọc trang kinh mình đâu có hiểu, đúng không? Phải nhờ chư tăng để hướng dẫn cho mình, nhớ vậy. Nhưng ngay cả chư tăng, ngay cả hôm nay thầy hướng dẫn cho quý vị, thầy cũng nói là quý vị nương Pháp chứ không phải nương thầy, nhớ không? Quý vị thương thầy, kính thầy, thầy cảm ơn. Dạ, thầy cảm ơn. Thầy chưa bị quý vị chửi là thầy cảm ơn rồi đó. Bữa nào bỏ thầy cũng được, nhớ không? Tại vì thầy phải nói trước mấy cái này, và đã có người bỏ thầy rồi. Có một lần Phật tử mới nhắn vừa rồi, không có nhắn cho thầy mà nhắn trên Facebook. Bữa giờ con không có duyên về với chùa, không có về với thầy nữa. Không biết có giận thầy không thì thầy không biết. Nhưng mà con nghe lời thầy không về với chùa nữa, nhưng mà không bỏ Phật. Trời, thầy đọc cái câu đó thầy mừng. Mà không về đây nữa thì thầy không biết lý do vì sao không về. Không biết có phải giận thầy không. Nhiều khi lâu lâu cái đang đi ở đó, cái thầy liếc cái giận thầy sao. Lỡ bữa nào cái gặp cái thầy la làm gì, cái thầy la sao, cái giận thầy thì sao, đúng không? Thì thầy dặn nè, lỡ bữa nào có bị thầy la cái bỏ thầy thôi nha, được chưa? Không có bỏ Pháp, đồng ý không? Không bỏ Pháp nha, thầy nói thiệt. Cái này là nói ruột gan nó là thiệt, là Phật Pháp không có bỏ. Dạ. Bữa nào giận chùa An Lạc được, qua chùa khác, có học có tu cứ đi tìm chùa khác. Giận thầy được, nhưng đừng bỏ Phật, đúng không? Cho nên quy Tam Bảo là quy Phật Pháp Tăng. Có nhiều người nói con quy Phật, quy Pháp, con quy Tăng. Tăng á, không phải là cá nhân, vị nhớ trong thầy, tăng không phải là cá nhân, tăng là đoàn thể. Tăng có hai, tăng mà hình tướng á, là đầu tròn áo vuông, xuất gia thọ giới là tăng, là đệ tử xuất gia của Phật. Tăng bản thể là gì? Là ai đắc thánh là tăng. Ai đắc thánh là tăng. Quý vị đọc lại trong kinh đầu ngọn cờ, kinh Tăng Chi về ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng coi. Tăng là gì? Đệ tử của Thế Tôn là trực hạnh, là ứng lý hạnh, là chân chánh hạnh. Đệ tử của Thế Tôn là gì? Bốn đôi và tám bậc thánh quả là tăng. Thì bốn đôi tức là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Còn tám bậc thánh quả là nói chi tiết, là tám tầng thánh là tăng. Vậy thì ai đắc thánh là tăng. Thấy không? Đó, bốn đôi và tám bậc thánh quả. Dở lại kinh đầu ngọn cờ, dở lại rất nhiều bài kinh Phật nói về ân Đức Phật Pháp Tăng, là quý vị sẽ đọc được cái đoạn này. Cho nên đó, sẵn đây thầy nói luôn, đó là Đức Phật dạy ở đây nương Pháp và luật, nhớ không? Không có mất niềm tin nơi Tam Bảo nha. Tại vì thầy biết có những Phật tử á, trời con thấy nản quá thầy ơi. Thầy thì thà ít có thầy giảng Pháp đó, thì quý vị thầy không muốn nói gì ngoài Pháp hết trơn á. Thầy chỉ muốn nói trong Pháp thôi, không có muốn nói về bất cứ một cái gì ngoài Pháp á. Trong khi là nói về những cái khác cũng được, mà thôi nó tốn thời gian lắm. Thầy chỉ muốn nói quanh quẩn Pháp thôi, trong bài Pháp thôi. Cho nên lỡ quý vị mà có thấy và có nghe và có gặp một vài trường hợp nào đó mà có cái hình ảnh không đẹp về hình ảnh Tam Bảo đi, của chư Tăng đi nha, thì mình có thể không kính vị đó, thì mình có thể buồn vì đó, ngay cả thất vọng vì đó nha. Nhưng mà tuyệt đối không được thất vọng, quay lưng với Pháp, nhớ chưa? Không bao giờ quay lưng với Pháp. Mà nếu mình quay lưng với Pháp thì ai lỗ? Thầy lỗ hay quý vị lỗ? Đây Pháp của Phật nói mà tự nhiên sao mình quay lưng với Pháp được? Cái chỗ này tại sao thầy dừng lại chỗ này thầy nói? Tại vì thầy biết có nhiều vị á, bỏ chùa, bỏ thầy hay là bỏ Pháp luôn vì một cái gì đó hình ảnh nó không đẹp cho Phật Pháp. Không nên như vậy nha, mình phải hiểu như vậy. Đức Phật nói là phải lấy Pháp và luật làm thầy đó. Chư từ khưu xưng hô nhau theo hạ lạp đó, thương nè, Phật dạy quý thầy xưng hô nhau như thế nào. Vị tỳ khưu niên lão, tức là vị lớn á, trưởng lão á, nhiều tuổi hạ, hãy gọi vị tỳ khưu niên thiếu hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, hoặc bằng tiếng hiền giả. Tức là cái vị mà cao hạ xưng hô với cái vị ít hạ là hiền giả. Vị tỳ khưu niên thiếu gọi vị tỳ khưu niên lão là tôn giả. Đó, Phật dặn từng liên tí cách xưng hô luôn, thấy không? Kế tiếp nè. Rồi, cái chỗ này nói đến cái vị mà Sa Nạc. Sau khi Đức Phật viên tịch, hãy sám hối tội phạm đàn với tỳ khưu chánh á, tức là Sa Nạc. Quý vị nhớ Sa Nạc không? Trước khi niết bàn, Phật dạy đối với thầy Sa Nạc phải làm sao. Thực ra thầy Sa Nạc là người như thế nào với Đức Phật? Mang ơn. Nếu mà tính Đức Phật mang ơn thầy Sa Nạc, khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia, đi với ai? Đi với Ngựa Kiền Chắc và Sa Nạc đó. Thì sau khi Đức Phật thành Phật thì Sa Nạc cũng đi xuất gia. Đức Phật mới nói là đối với thầy Sa Nạc là phải hành cái pháp là gì?
hình thức là không tiếp xúc, sẽ không nói chuyện, sẽ không giảng dạy, sẽ không giáo giới, không giáo giới, không giảng dạy, không tiếp xúc. Nói gì hiểu là không nói gì trơn với thầy Sa Nạc. Tại sao trước khi mất Phật dạy thầy Sa Nạc như vậy? Nên lo cái duyên như vậy nè quý vị. Thầy Sa Nạc xuất gia xong cứ ỷ, quý vị biết không, Phật hôm nay quý vị thờ đó, quý vị học đó, công của tôi lớn lắm mà nha, đó cứ ý là vậy đó, không có lo tu mà cứ đó, nhờ tôi đưa Đức Phật đi xuất gia đó nha. Tôi nè, ngựa kiền chắc nè, ngựa kiền chắc đưa xong rồi thương Phật bể tim mất sanh thiên rồi, còn Sa Nạc thì xuất gia đó. Đó nhờ tôi đó, quý vị lễ Phật, quý vị tu học với Phật, Phật dạy cho các vị, nhờ tôi đó nha, tôi đưa Đức Phật. Thay vì á, như vậy thì phải lo tu đúng không, mà giống như mình nói cứ kể công á, thì ở đây là giống như chấp công đó, giống như mình làm được cái gì thầy biết nha, thầy nhớ nha, cái đó của con đó nha, đó nó kiểu như vậy đó. Thật ra quý vị hiểu không, mình là con Phật không cần ai công nhận, nhớ vậy. Quý vị đừng có cần ai công nhận, ngày nào quý vị còn cần người khác khen á thì khi người ta chê quý vị sẽ buồn, mình nhớ vậy. Mình phải nhớ cái này, cứ ngày nào mình còn muốn người ta khen thì khi người ta chê mình sẽ buồn. Ngày nào á mà mình còn muốn người này người kia phải khen ngợi mình này kia thì cái người khác không khen nữa, mình buồn. Mình thấy như vậy. Thì ở đây thầy Sa Nạc á, thầy chấp công mà không lo tu, và Phật thương, Phật mới dạy là gọi là mình nói là mặt tận, là không nói chuyện nữa, cứ không nói chuyện. Thì sau khi Phật niết bàn á quý vị, thầy Sa Nạc đi tới đâu đâu ai nói chuyện đâu. Không nói chuyện, không nói chuyện, không nói chuyện, không nói chuyện, mà không nói chuyện thì thầy Sa Nạc giống bị sao? Bị sốc. Ủa sao giờ không ai nói chuyện, không ai giáo giới. Hỏi ra mới biết. Và từ đó giống như bị cú sốc á, mà thầy Sa Nạc mới tinh tấn tu và rồi cũng đắc thánh. Đó, thương chưa? Đọc mấy cái này quý vị mới thương Phật nè, đó. Lớn xưng hô với nhỏ làm sao, nhỏ xưng hô với lớn làm sao, rồi đại chúng phải lấy pháp luật làm thầy với thầy Sa Nạc đó nha, thì phải mặt tẩn đừng có nói chuyện nha, đối với nữ giới làm sao, đối với tháp xá lợi làm sao, làm sao, làm sao, Phật dạy hết. Kế tiếp Phật dạy cái gì đây? Phật mới hỏi nè, này các tỳ kheo còn điều nào hoài nghi phân vân về Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo hay phương pháp thì hãy hỏi ra và chớ để hối tiếc về sau. Tức là Phật nói là đại ý còn thắc mắc gì về Phật pháp tăng, về con đường tu học không? Đức Phật hỏi đến 3 lần về câu hỏi này, nhưng tất cả chư tỳ kheo đều làm thinh, có ý không nghi ngờ. Điều chi? Vì trong 500 vị tỳ kheo đang hiện hữu đều là thánh tăng, bậc thấp nhất là bậc dự lưu, không còn đà lạc, chắc chắn hướng đến chánh giác. Làm sao quý vị? Tức là Đức Phật nói nè, quý thầy còn nghi ngờ gì về Phật pháp tăng không thì cứ hỏi, còn nghi ngờ gì về con đường tu học không thì quý thầy hãy hỏi trước khi Phật niết bàn. Phật hỏi 3 lần không có thầy nào hỏi hết. Là tại vì sao quý vị? Tại vì các vị hiện diện trong cái giờ phút này là bậc thánh hết rồi, và có niềm tin về tam bảo làm sao, không bao giờ thối lui, không bao giờ lung lay nha. Làm ơn làm phước, nhớ dùm thầy cái câu này nó quan trọng lắm. Mình chỉ có đức tin nơi tam bảo, nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng khi nào mình đắc thánh, tu đà hoàng, sơ quả trở lên. Nó dễ hiểu là đắc thánh rồi thì niềm tin về tam bảo mới chắc chắn là tịnh tính bất động, không bao giờ lung lay. Tại sao thầy nói câu này? Tại vì thầy biết là Phật tử có thể rất là thương Phật, kính Phật, tin Phật, tin Phật tha thiết, tin Phật hết lòng, nhưng nhớ phải chừa giùm thầy cái đoạn là chưa có tin Phật kiên cố bất động nha. Tại vì sao? Tại vì kiên cố bất động phải là sơ quả, là phải thánh quả mới kiên cố bất động. Quý vị sẽ nói đâu có, con tin từ nhỏ đến giờ, và thưa thầy con tin tới chết luôn mà thầy, và tại sao thầy nói không tin? Dạ quý vị tin tới chết thôi, chứ sau khi chết rồi làm sao, đúng không? Sau khi chết quý vị sinh vào cái nơi nào không có Phật pháp, đừng có nói lúc đó mà tin. Nghe nói tới Phật còn nghe nói nữa chứ tin gì. Chưa nói đến kiếp sau mình quên sạch hết những gì mình học, phải không? Và lỡ lúc đó mà gặp một vị mà tà kiến nào đó dạy cho mình xong, mình đâu có niềm tin đến tam bảo nữa. Cho nên chưa có gì chắc chắn nha. Cho nên niềm tin của mình về Đức Phật chỉ kiên cố, không bao giờ thối lui khi mình đắc thánh thôi. Cho nên ngày nào mình có tin Phật thì cứ tin nha, không tu sao đến đắc thánh thì niềm tin mới không thối lui. Sợ không? Sợ khủng khiếp lắm. Hiểu mình mới sợ, còn không hiểu mình nói ui con tin Phật, con giờ không bỏ Phật đâu. Là thầy nghe câu đó là thầy mừng thiệt á, nhưng mà phải học tới cái đoạn này, chỉ tin Phật khi đắc thánh mới hết. Rồi số 7 thì mời quý vị qua ý số 7 đây. Này các tỳ kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi. Đây là câu cuối cùng nghe quý vị. Ráng ráng nghe câu này là câu cuối cùng của Đức Phật, tức là cái lời cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài không nói gì nữa. Này các tỳ kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi,
Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Đó. Cái từ cuối cùng Phật dạy đó là chớ có phóng dật. Này các tỳ kheo, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Các pháp nó vô thường. Các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên mà có rồi sẽ mất, không mất trước thì mất sau. Các pháp là vô thường. Các thầy hãy tinh tấn lên và chớ có phóng dật. Vậy thì sau này ai hỏi quý vị cái câu cuối cùng, cái lời cuối cùng Phật nói là từ gì, quý vị trả lời được chưa? Chớ có phóng dật. Phóng dật là sao? Tức là giải đãi biến lười vậy. Phóng dật nó có ba nghĩa nha. Phóng dật là sao? Một, đừng chê, đừng thấy điều ác nhỏ mà làm. Có nhiều người mình thấy cái điều nó nhỏ mà thầy, điều nó nhỏ mà, điều ác nó nhỏ mà thầy. Ví dụ như hôm qua thầy có ngồi nói chuyện với một cái chị. Cái thầy mới nói là mà chị nói là chị không có dám quy y Tam Bảo. Cái chị nói là chị còn sát sanh á. Rồi đôi lúc chị còn uống rượu này kia chị không dám quy Tam Bảo. Cái thầy mới nói dạ không, quy Tam Bảo là mình phát nguyện làm đệ tử Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Là phát nguyện ba lần làm đệ tử Đức Phật. Còn năm giới á, thì tùy khả năng của mình giữ được giới nào mình giữ. Giữ năm giới, bốn giới, ba giới, hai giới, ngay cả không giữ giới nào. Nhưng mà giới là đạo đức, giới là ngăn mình điều ác thì mình giữ là tốt cho mình thôi. Cái nói ra chị mới hiểu. Cái xong chị mới nói là nhưng mà vậy thì con còn sát sanh con gián á, con gián với con kiến lửa đó. Cái chị nói vậy đó. Thì thầy mới nói vậy nè. Thì mà chị mới hỏi vậy thì sao con giết nó, cái nó cắn con của con. Chị nói vậy đó. Cái thầy mới nói là vậy thì mình sẽ tìm cái cách đó. Tìm cái cách là mình sẽ làm chỗ đó nó sạch sẽ làm sao đó, để cho đừng có kiến, để đừng có gián. Còn nếu mà lỡ nữa thì sao thì ráng bắt nó làm sao đó. Giống như vừa rồi phòng của thầy biết không, mà mấy con chuột nó thông minh ghê nha. Phòng của thầy có cái cửa rồi, mà không biết sao cái cửa mình làm nó không để ý nha. Ở dưới cái hang cửa á, nó có một cái hổ nhỏ, mình cũng không để ý luôn. Mà bên ngoài là thầy đã có một cái lớp lưới rồi đó, lưới mà muỗi không vô á. Mà không biết đường nào á, có hai em chuột vô phòng của thầy. Trời ơi, nó quậy bánh phòng luôn, tìm không ra quý vị. Cái bữa đó làm sao bắt đầu quyết tâm tìm. Quý vị biết cuối cùng phát hiện như nè, ở cái cửa lưới bên ngoài á, nó vô nó cắn cái lưới chống muỗi á, mà nó cắn lủng một lỗ, nó chui vô cái đường đó. Chui vô cái đường đó, cái nó chui xuống khe cửa, cái nó vô phòng. Thế đó là thầy huy động lực lượng mấy chú lên, huy động mấy em cún lên. Huy động mấy em cún lên, mấy em cún hay lắm nha quý vị. Huy động lực lượng lên, bắt đầu gõ gõ mấy anh. Rồi mấy anh chạy ra, rồi nhờ mấy em cún ngửi là bắt được hai anh chạy ra. Mà khổ vậy đó, có hai em chuột vô phòng thì mình không có ý giết đó. Mà hai ảnh vô bắt đầu là hai ảnh ăn đồ, ăn đạc, là ảnh quậy cái phòng, có hai em chuột ở trong phòng. Cái thầy mới nói với chị là chị thấy như vậy thì chị làm sạch lên. Đừng có cho dán với kiến nữa đó. Nhìn lên lỡ có kiến thì mình lấy cái phấn á, không phải vẽ ra người nữa, mình vẽ cho nó nghe cái mùi nó bay đi. Lâu lâu mấy đệ tử của thầy hay vô phòng, thầy bắt mũi phụ thầy lắm. Một lần có khi bắt 5 con, 7 mũi á nha. Bắt xong rồi bắt nhẹ nhẹ cái thả ra, bắt cái vợt á, thả ra. Thương thì sẽ tìm cách. Nhớ đó, không thương cũng sẽ tìm cách. Nó vậy đó. Thương sẽ tìm cách. Một khi quý vị đã quyết tâm không sát sanh là quý vị sẽ tìm cách. Trừ cái nào vô tình thì mình không nói. Còn mà quý vị nói là thôi bây giờ con vậy thì thầy mới nói là thì chị cứ nhớ là sát sanh là tội. Chị ăn thịt á, mà thịt chết thì không có tội. Nhưng mà chị mua con cá, con lươn, con gà về chị giết ăn thì chị có tội. Thì thầy thì khuyến khích thôi, chị mình biết đôi lúc người sống cư sĩ á, để mà trọn vẹn rất là khó. Thì thầy nói làm tốt nhất có thể để né cái chuyện sát sanh. Vậy thì không phóng dật là gì? Thứ nhất á, là điều ác nhỏ không làm. Điều ác nhỏ nhất cũng không làm. Thứ hai, điều thiện nhỏ nhất cũng không bỏ. Nghe thầy giảng cái từ không phóng dật nha. Không phóng dật, thứ nhất điều ác nhỏ cũng không làm. Thứ hai, điều thiện nhỏ nhất cũng không bỏ. Nếu có cơ hội làm thiện một chút con cũng làm. Có cơ hội nhỏ con cũng làm. Chút bòn phước quý vị. Thầy cũng đang bòn phước. Quý vị về chùa hiểu đạo rồi, phước nó mới nâng cuộc đời của mình nha. Phước nó mới nâng cuộc đời của mình. Không có phước là cuộc đời của mình nó khổ đủ đường hết. Mình không làm lớn được, mình làm nhỏ, bòn thì chút một chút. Vậy thì không phóng dật có nghĩa thứ hai, điều thiện nhỏ cũng không bỏ. Và cái nghĩa thứ ba của không phóng dật là ngày nào còn hiện hữu, ngày nào còn đi trong cái vòng luân hồi là còn khổ. Tại sao mình phải thấy được cái chỗ này? Mình thấy cái chỗ này thì mình mới quyết tâm mình tu. Nhớ không? Lúc nào mà mình có phước chút mình lên chư thiên thì là luân hồi cao sang, luân hồi quý phái.
bữa nào mà cái nghiệp nào nó đọa xuống luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh là luân hồi hạ cấp, nhưng mà chư thiên ngạ quỷ gì đó thì cũng còn luân hồi, mình phải thấy như vậy. Còn hiện hữu ở cuộc đời này, trong tam giới này, trong các cõi là còn khổ, để mà quyết tâm tu học thì đó là ba nghĩa của không phóng dật, nhớ không? Nhớ lại nha. Thứ nhất nè, không phóng dật có nghĩa là điều ác nhỏ cũng không làm, điều thiện nhỏ cũng không bỏ, và còn đi trong luân hồi sanh tử hiện hữu các cõi là còn khổ, để mà tinh tấn tu tập. Thấy được như vậy mình mới không phóng dật, mình mới tinh tấn, mình cố gắng. Và sau khi Phật nói cái từ không phóng dật xong là bắt đầu Ngài không nói gì nữa. Và lúc đó Ngài làm gì? Làm gì? Mời quý vị nghe nha. Từ đó trở đi, Đức Phật không còn nói câu nào nữa, lấy Niết Bàn làm đề mục khởi đầu, nhập sơ thiền đến diệt thọ tưởng định, rồi từ diệt thọ tưởng định trở lại sơ thiền. Và đây là cái đoạn mà Thầy hay nói với quý vị, phải không? Thì trong Chánh Kinh thì chỉ nói cái đoạn vậy thôi, là Ngài nhập vào sơ thiền, nhập nhị thiền, nhập tam thiền, nhập tứ thiền, nhập tứ thiền sắc giới. Tứ thiền vô sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi Ngài mới nhập lên diệt thọ tưởng định. Nhập diệt thọ tưởng định xong, Ngài xuất diệt thọ tưởng định, Ngài mới nhập ngược lại nha. Ngài xuất diệt thọ tưởng định, Ngài mới nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Xuất phi phi tưởng xứ, Ngài mới nhập vô sở hữu xứ. Xuất vô sở hữu xứ, Ngài nhập thức vô biên xứ. Xuất thức vô biên xứ, Ngài nhập không vô biên xứ. Xuất không vô biên xứ, Ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền, Ngài nhập tam thiền. Xuất tam thiền, Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền, Ngài nhập sơ thiền. Xuất sơ thiền, Ngài nhập lại sơ thiền. Rồi xuất sơ thiền, Ngài nhập lại nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, rồi diệt thọ tưởng định, xuất diệt thọ tưởng định, nhập lại phi tưởng xứ, nhập thuận nhập nghịch, nhập thuận nhập nghịch 2,4 triệu lần. 2,4 triệu lần. Và trong cuộc đời Đức Phật cũng chỉ có hai lần như vậy thôi. Một lần trước khi Ngài niết đắc được Niết Bàn, và một lần trước khi Ngài cũng nhập Niết Bàn. 2,4 triệu lần. Và lúc mà Ngài nhập liên tục như vậy đó, và từ sơ thiền trở lại tứ thiền, xuất khỏi tứ thiền, tức thì Đức Thế Tôn viên tịch làm sao quý vị? Lần cuối cùng đó nha, lần cuối cùng là bắt đầu xuất tứ thiền, xuất tam thiền, xuất nhị thiền, xuất sơ thiền, nhập lại sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, là không nhập tiếp nữa. Là lúc này là 2,4 triệu lần là Ngài Niết Bàn. Thì khi mà một vị mà nhập vào tứ thiền thì lúc đó là cái cơ thể cũng không còn hơi thở luôn. Và có một điều mà đặc biệt ở đây mình phải thấy ở đây nè, là Ngài khi mà Ngài trước khi Niết Bàn, Ngài không ở trong trạng thái tứ thiền sắc giới, Ngài cũng không có ở trong cái trạng thái tứ thiền vô sắc, mà Ngài ở cái khoảng giữa. Cả cuộc đời của Đức Phật, những sự kiện quan trọng đều gắn với giáo lý trung đạo. Đó là Ngài muốn dạy cho chúng sanh là dạy đó. Phải thấy như vậy. Ngài giữa cái khoảng xuất tứ thiền, Ngài không có nhập lên tứ không thiền, cũng không có cái khoảng giữa đó, là Ngài dạy về cái giáo lý tứ trung đạo, khoảng giữa đó. Và xuất tứ thiền xong là không còn hơi thở, là Ngài vào Niết Bàn, là Ngài nhập Niết Bàn. Mà lúc này chuyện gì xảy ra? Khi Đức Phật diệt độ làm chấn động quả địa cầu khủng khiếp, sấm trời vang động, báo động Đức Thế Tôn đã vô dư y Niết Bàn. Ngài nhập Niết Bàn có nghĩa là gì? Niết Bàn là cái trạng thái tâm không có còn phiền não, tham sân si phiền não, hết kiết sử, hết vô minh tham ái. Thì nếu mà một vị thánh hoặc Đức Phật mà đắc Niết Bàn á, mà Ngài còn sống, đắc xong mà vẫn còn sống thêm 30 năm, 50 năm á, thì khi mà đắc xong mà còn sống á, thì cái Niết Bàn đó mình gọi là Niết Bàn hữu dư y nha. Tức là đắc Niết Bàn rồi là cái trạng thái tâm Ngài hết phiền não rồi, nhưng mà Ngài còn cái thân ngũ uẩn này, vị hiểu không? Còn cái thân ngũ uẩn này vẫn còn sống vậy vài chục năm, thì cái Niết Bàn đó mình gọi là Niết Bàn hữu dư y, là còn sót lại cái thân ngũ uẩn. Đến khi nào mà cái vị đó nhập vào Niết Bàn, mình nói dữ là mất đó, thì cái Niết Bàn đó gọi là Niết Bàn vô dư y. Thì mấy chục năm trước là Đức Phật thành Phật là Niết Bàn gì? Niết Bàn hữu dư. Và bây giờ là Ngài nhập Niết Bàn vô dư, là không còn sót lại cái thân ngũ uẩn này luôn nha. Đó, ý là như vậy. Và khi mà Ngài nhập Niết Bàn rồi, Đại Phạm Thiên Xá Hàm Bá Tí thốt lên bài kệ, là Phạm Thiên mà thỉnh Ngài thuyết pháp lúc Ngài mới thành Phật: chúng sanh ở trên đời từ bỏ thân ngũ uẩn, bậc đạo sư cũng vậy, đấng tuyệt luân trên đời, bậc đại hùng giác ngộ, Như Lai đã diệt độ. Tức là Phạm Thiên, vị này cũng đã đắc thánh rồi, là bạn của Đức Phật từ quá khứ á, khi mà Ngài thành Phật là xuống thỉnh Đức Phật thuyết pháp á, thì bậc Ngài Đại Phạm Thiên thốt lên như vậy. Sau đó Thiên Tử Sắc Ca, tức là
chư thiên đế thích đó, vua trời đế thích, thiên chủ đau lợi mới thốt lên bài kệ: các hành là vô thường, có sanh phải có diệt, đã sanh chúng phải diệt, nhiếp chúng là an lạc. Đế thích là sơ quả rồi nha quý vị, ở ngoài đời mình hay gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và đại đức A Nậu Lâu Đà, Anuruddha thốt lên bài kệ là thầy A Nậu Lâu Đà là thầy sống đến 150 tuổi á. Không phải thở ra vào, chính tâm chú chánh định, không tham ái tịch tịnh, tu sĩ hướng diệt độ, chính tâm tịnh bất động, nhẫn chịu mọi cảm thọ, như đèn sáng bị tắt, tâm giải thoát hoàn toàn. Đó là bài của ngài A Nậu Lâu Đà ngài thốt lên. Và cuối cùng là cái bài kệ của thầy A Nan ngài thốt lên: thật kinh khủng bàng hoàng, thật râu tóc dựng ngược, khi bậc toàn thiện năng, bậc giác ngộ viên tịch. Đó là lời của ngài A Nan. Thì tới đây là Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó là khi mà ngài nhập vào định 2,4 triệu lần cuối cùng xuất tứ thiền, xong rồi nhập vào Niết Bàn. Còn cái đoạn sau nữa, ngài Ca Diếp về rồi lễ kim thân Đức Phật, rồi hỏa táng, lễ trà tỳ, các thầy giảng buổi sau nha. Chứ thầy giảng nữa là đêm nay mình không ngủ, ngày mai mình ngủ bù quá. Rất là hay. Mà bây giờ mà giảng tới cái chỗ này là khóc luôn á quý vị. Bây giờ mà giảng cái chỗ mà ngài Ca Diếp đi về rồi lo thân trà tỳ á, buồn lắm. Thì hôm nay quý vị cùng với thầy tạm gọi là mình học hơi kỹ một chút những cái chi tiết trước khi Đức Phật Niết Bàn. Giống như mình nói là ở ngoài đời, giống như trước khi ông bà cha mẹ của mình mất á, dặn dò con cháu. Thì hôm nay quý vị nghe Đức Phật dặn dò lại quý thầy cũng như là Phật tử những điều cần làm. Đây là đã vắn tắt khá nhiều rồi. Thì quý vị thấy có cảm động không? Rất là cảm động, thương Đức Phật. Con thương Phật, con thương Phật, con kính Phật, con tin Phật vì con hiểu Phật. Phải nghe những cái đoạn này nè. Nghe những cái đoạn này mình mới hiểu thêm về Đức Phật, sự vĩ đại của Đức Phật, để thêm sự tôn kính, để thêm đức tin, thương Đức Phật như thầy của mình, như cha của mình, như sư phụ của mình. Lúc nào nhớ Phật bên cạnh, nhớ Pháp bên cạnh. Và đó là điều mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Và đó là điều mà Đức Phật đã hy sinh rất là nhiều kiếp để tìm ra con đường hôm nay chúng ta đã đi theo. Và xin cảm ơn quý Phật tử.